Đây là buổi chơi one shot dùng thử hệ thống narrative, kể chuyện của Icon. Mình thích hệ thống này vì game có cơ chế khuyến khích thưởng khi mình roleplay đúng nhân vật. Đồng thời, game cũng đề cao sự sáng tạo từ người chơi khi xử lý tình huống. Về nội dung game hôm nay, chúng ta lấy lại bối cảnh thế giới trong Sài Gòn by Night, tập trung vào băng đảng đua xe Mã Lực. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trên con đường xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Village ở tia chân nhân, Đường và Nuni ở tia hiệp sĩ. Để bắt đầu buổi chơi thì về mặt cơ chế game trước một chút nhé. Nhân vật có Đường chơi Đường, obviously. Nuni chơi Văn, Sát chơi gọi là đèn mèo thì gọi là mèo hay là đèn? Mèo rồi. Thằng mèo. Về mặt cơ chế thì mèo chọn hoặc là Đường hoặc là Khải Văn, nhân vật của Nuni, để ngưỡng mộ trong buổi hôm nay. Rồn cái để hài. Rồi, rồn đi. Được rồi, hôm nay ngưỡng mộ được. Thằng này hay mặt quá ta. Hay mặt rồi. Mỗi hôm học hỏi một người có gì đâu. Rồi mọi người để ý cái ô second win với cả special ability của cái bond của mình. Đấy là cách mọi người hồi lại nỗ lực của mình. Đấy là cái tài nguyên chính yếu trong hệ thống này. Cái second win của mọi người. Và trong khi mà chơi thì anh vẫn sẽ nhắc lại khi nào mọi người có thể dùng effort, dùng nỗ lực của mình. Tất cả bây giờ đặt cái effort là 3/3 đi. Tất cả mọi người để effort là 3/3. Đầu người cũng đầy. Strain thì không, đúng không? Chưa gặp vấn đề gì. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu. Thì sẽ miêu tả một cái bối cảnh để tạo không khí, tạo cái không gian cho buổi chơi này trước. Hiện giờ là tầm 9 giờ tối ở quận 4 của Sài Gòn. Trong một cái, nào nhỉ? Ở phía sân ngoài của một hộp đêm Sài Gòn, hiện tại đang tụ tập rất nhiều người của băng. Anh Thiện mới đặt cho một cái tên cái băng này, vì cứ gọi là băng côn đồ đua xe mãi. Baby Fay anh. Baby Fay. Băng Mã Lực. Cái tên này rồi dần dần vẫn sẽ workshop tiếp và tạm thời đấy, tại vì nó cũng cả liên quan đến cả thế giới của Sài Gòn bài này, tạm thời chọn cái tên như vậy cho nó không baby face quá. Rất nhiều thành viên của băng Mã Lực đang ở phía phần sân đỗ xe cái khá rộng của gần cái quán hộp đêm này, cái night club này. Mọi người đều có đồ uống trên tay, có người ngồi trên xe của mình, có người lấy ghế ra ngồi. Tất cả mọi người đều đang hướng lên một cái màn hình TV lớn, nhiều người đến thở. Trên màn hình TV là một cái drone quay trực tiếp trận đua xe đang diễn ra. Người điều khiển drone cũng rất là điêu luyện. Mọi người nhìn thấy trên cái màn hình này là... có trong cuộc đua này thì mọi người biết là có 5 cái anh tài lớn nhất, tay đua kỳ cựu trong băng, và hiện tại hai tay đua là Báo Đen và Chớp Đỏ đang rất gần nhau, kỳ phùng địch thủ. Hai người này lặng đi trên đường cao tốc, sẽ có cả commentator, người comment cho cái cuộc đua. Người Báo Đen đã lặn sang bên trái của cái xe ô tô trên cả cái đường mà trên cái đường xảy rộng băng gút gút từ quận 5 về đến quận 4. Họ một cú near miss cực kỳ hoàn hảo, nhưng mà ở ngay bên kia dù đường quá đông nhưng mà Chớp Đỏ vượt qua cái làn phân giải phân cách sang bên kia đường, phóng vèo vèo lạng trái lạng phải rồi làm một cuộc cua 90 độ ngoắt lại để tránh cái xe tải đang tiến đến. Hai anh đang vai kề vai như là thế nào. Thiện cần chuẩn bị cái này rồi. Kỳ phục địch thủ. Rồi nhìn kìa, cái động cơ xi lanh mà độ thêm 6 xi lanh mà Chớp Đỏ đã gắn vào với ngày hôm kia thôi, mà bây giờ đang hoạt động hết công suất. Mọi người có thể thấy từ phía dưới gầm của anh lửa bắn ra phùng phùng. Rồi bây giờ cả đoàn đua đã đến với đoạn gần xuống đường cao tốc, và chỉ với 3 ngã rẽ được thôi đã đến chỗ vạch đích mà chúng ta đang ở đây. Mọi người hãy find the lights tất cả các kèo bet nào. Thế là mọi người xung quanh
đang trao tiền đi, tiền đưa, tiền lại, trao tay mọi người, và cũng xì xầm xì sổ. Có người mày thấy chưa, tao bảo là cái chớp đỏ lắp lắp gì anh thế, độ xe đúng bài rồi, bill thế mới chuẩn mày. Mấy cái thằng trẻ danh mà chỉ có độ đồ bên trong, phải độ bên ngoài mấy cái đồ lốp ấy, ấy nó bám đường hơn mày. Này, thanh niên commentator vẫn nói vào mic oang oang. Có vẻ là cái đường từ trên cao tốc xuống, không hiểu sao hình như trước có tai nạn gì đấy, đang bị đang hết tắc. Nhưng mà với cái tài lạng lách của chớp đỏ, lập tức phóng xe lên gì vỉa hè, lạng vào một ngõ. Cái ngõ này anh em biết đường đều biết, đây là một ngõ cực kỳ hẹp và có cầu thang dốc xuống, phải cực kỳ kỹ năng và bản lĩnh mới có thể đi được. Ok kìa, còn báo đen thì lập tức là dùng vận tốc của mình phóng lên và vượt qua một cái người đi đường đang ở bên đang chạy qua. Ôi dồi ôi, mày qua không chạm, và mọi người đều nín thở. Chỉ vài giây sau thôi, những cái tiếng rầm rú của xe mô tô đã vang lên ở phía góc đường gần đến chỗ mọi người rồi. Qua một ngã rẽ, những cái đèn pha chiếu chói lọi vào mắt mọi người, tất cả cùng hò reo và quăng đồ uống, tô bia. Hai chiếc xe vẫn cực kỳ sát nhau, và trong giây cuối cùng cùng vượt qua vạch đích. Sát quá nhở, thế này là phải nhờ cái anh điều chỉnh drone quay lại và tua chậm thế nào. Trong lúc này cho mọi người bet bet vui với nhau. Đỏ. Báo đen hay chớp đỏ? Sau khi mọi người đã cuối cùng là đặt tiền đã trên bàn hết rồi, tua lại từng milisecond một, chớp đỏ là người chiến thắng. Con nào mà báo đen? Có phải tao? Một nửa của cái bên bet thủ dồn pha khi thanh niên chớp đỏ ở trên xe, đúng như cái tên của anh ấy thì xe cũng có tí đỏ tí cam, khá là màu mè, bắt đầu vặn ga, làm một phát wheelie, bắt đầu đi lòng vòng quanh khu. Khi mà dừng lại thì các anh em trong gang cùng xúm vào chúc mừng. Lúc đó báo đen cũng đã dừng lại, gạt chân trống, cạch một cái, đứng đi vào giữa cái đám đông, đẩy mọi người ra. Mày tưởng ngon à con? Dồi ôi, đường đua không chạy vào ngõ. Hai thằng dí vào rất gần nhau, ướn ngược ra. Thằng thanh niên chớp đỏ cũng không vừa. Ôi giời, cái thể loại như mày phải biết là ứng biến chứ. Báo đen thì bắt đầu túm lấy ngược áo của chớp đỏ. Mọi người xuống ấy. Không rồi, thanh niên báo đen. Được. Lần này mày thắng. Rồi, đùa tới thôi. Đưa tay ra và đập tay cái, xong rồi kéo vai vào nhau. Rồi, quả đấy ấy, nếu mà tao dồn ga thêm tí tao hơn mày rồi, nhưng mà rồi anh em thì nhường nhau cái tí không gì đâu. Và thế là tất cả các anh em trong gang ở bên xung quanh cũng là cười xòa và cùng xúm lại bế thanh niên chớp đỏ lên tung hô. Cái buổi hôm nay khá là rộn ràng, mọi người bắt đầu cũng đổ bia đổ rượu, mang bàn ra ngồi ở ngay sân đấy, bật nhạc sập sình, và bên cạnh đấy ngay ở chỗ gần bộ chỗ mọi người thôi ngồi thôi cũng có rất nhiều các thanh niên biểu diễn các trò tại chỗ trên xe của mình, tiếng gầm rú của động cơ vang dội. Trong lúc này nhóm mọi người ba người là Ngọc Đường, Khải Văn và Đèn Mèo, gọi là Mèo, thằng Mèo
Cũng đang ngồi ở một cái bàn, tùy mọi người, có thể là ngồi một cái bàn nhỏ riêng. Nhóm mọi người là cũng hay đi cùng nhau và cũng hay là làm nhiệm vụ trong ca cùng nhau. Có thể là cũng ngồi chung với anh em nhưng mà vẫn ngồi gần với nhau hơn một chút. Thì hiện tại mọi người đang làm gì và hoàn toàn có thể tương tác với thế giới. Cái thế giới thì mọi người hoàn toàn cũng có thể là ứng biến ra những cái gì và thấy hợp lý, hoặc một cái NPC hợp lý, hoặc cái gì xảy ra hợp lý thì thiện người dẫn cũng ok, hoặc mọi người cũng có thể tương tác với nhau. Người kia hỏi là thằng đấy đấy là đen bét cho báo đúng không? Đường bét cho chớp, trong rồi, đỏ. Đỏ. Đi cũng bước cho chớp. Rồi, còn xét là cho đen hay đỏ? Đen. Đen. Ok. Rồi tiền trao chào bốc. Tiền bạn ơi. Tiền bạn ơi. Thằng này là bạn phải trả tiền. Tao nói rồi. Đen không có thắng đâu. Đưa tiền đi bạn ơi. Chưa bao giờ tao thấy nó thắng được cả. Tao bảo mày biết đỏ mày không biết. Tôi xin bảo em tin chị lắm. Em tin chị lắm mà em biết đen. Đen này không được rồi. Thế bây giờ là chú muốn trả như nào? Một là mọi người cũng đang vui. Hôm đêm nay cũng vui vẻ thì thôi. Mỗi người kết bia nhé. Ăn nhé. Nếu không thì thôi, cứ tiền bạc mà chơi này. Tao trả luôn bây giờ đi chứ. Em thấy hơi kiểu cái khúc này nãy mấy anh chị nghe cái mọi người gầm xe hơi lớn tiếng, hơi nhức đầu một chút thôi. Em hơi nhức đầu một chút kiểu không. À nhức đầu hả? Ừ, thử thế thì đây. Đây rồi, từ đây phải kéo. Lấy cái túi ra, lấy sẵn giấy nợ. mày không kịp phải lấy giấy nợ. Thằng Văn nó sẽ lấy trong túi ra thuốc nhức đầu nè em. Anh cô cố tỉnh đi. Kiểu tìm được trong mấy cái túi bút này. Nếu mà không ký được đây, có cả dao để dọc máu ấn vân tay này. Nào, giờ mày uống thuốc hay là mày ký giấy? Thôi thì coi như hôm nay em đãi mọi người kết bi. Đấy có vậy chứ. Cất đồ. Tôi lấy thuốc tôi cất nhiều túi. Ôi. Thế thì anh chủ ơi, cho em két anh ơi, két Sài Gòn nhé, hay uống gì, thôi uống 3 số đi. Ừ, một két à? Một két đầu kia cho Đường nhá, Đường em yêu nhá. Ê, bây giờ, anh lên, nhớ lên. Có đậu phộng, cho đậu phộng nha anh ơi. Ui dồi, đây, đây. Đi dây, mày cho nhạc to lên kìa. Cái thanh niên mà... chủ quán mới hốt chỗ này và gọi mấy anh em mang mấy thêm mấy két bia ra cho mọi người, hút một cái lên bàn, mở cái bia chảy xối xả, nó có một tí rồi xuống đất, không quan tâm. Chia đây để tao mở cho tao mở chưa. Thằng Hải Vàng đứng lên khui ba chai bia ra. Nè uống mày tỉnh không, uống được không? Chờ đạo. Bên này vui thế nhỉ? Mọi người thấy từ bên trái bước ra thằng Hoàng. Thằng này là cái thằng mà hay ba hoa bắt chuyện ở trong ga, hay chạy sang bên này chạy bên kia của mời bia cùng. Ê, cho em với nào. Rồi ôi anh chị, làm gốc bụi thế. Vô đây, vô đây, vô đây. Cái gì có mua mày thằng đèn. Thằng đèn nó bao hết. Thằng này là ôi mày lại thua đúng không? Rồi ngày lúc đấy mày cá đen đúng không? Giời ơi. Đen huyền đen. Đúng rồi, mày đen, mày thích là đen rồi. Ôi. Ôi, nó ra mày làm cốc quên sầu. À cái mày trả được rồi, cứ gõ đi. Ây da. Ôi giời, bảo rồi cái kỹ năng thì tại anh chấp đỏ là anh ấy đã thắng bao nhiêu giải trước nay rồi, thằng cái bóng đen gì choai vào được 2-3 năm sao nãy chị nó còn kêu là thằng đen sao mà thắng được, nếu nó có nghe đâu. Đúng rồi, gì mọi người khuyên hết nước hết cái rồi, gọi là đặt vào đỏ đi, đặt vào đỏ là đổi đời, tịch đen cơ, xong đời mày đen luôn rồi ấy, đen thành nguyên két bia rồi đó. Hảo mà rồi đấy, để mà lên được ấy, để trước kỹ năng mà như là thần gió ấy là phải còn phải luyện nhiều hoặc em bao giờ đua trận nào nó cũng phải kè cựa này, nhưng mà một mày đã bao thầy thấy là thần gió thầy đua chưa, mấy cái trận nhỏ nhỏ này thầy không thèm vào luôn nhá. Đấy.
Nếu mà mọi chả hiểu sao thật ông ấy lại cũng tao nghe phong thanh đâu ông lại cũng ông thần gió lại đi bắt thằng bảo đen cơ hay không sao thầy lại tinh thần đen đó hả? Nghe lạ vậy. Chú dạo này có sao không ta hay là chú già rồi chú nhầm nhỉ? Tôi khi nào thầy bỏ nhầm không vậy? Anh bay lừa thầy đúng không? mất dạy nha, tao nghe nha. Đi giật giật áo tung mà nó nói nhỏ thì em nhớ thì em bé thằng bao đi. Đợi cho. Đừng sát rồi tiếng của sát hơi bé một tí. Để em chỉnh. Có thể nói gần mic hơn một tí. Em lên full cây rồi, không lên được nữa. 200%. Thì nói gì nữa? Em không kìa. Nó còn tệ hơn đấy nữa, nó mất chữ luôn rồi. Thử kiểu để gần mic nói hơn. Đỡ không chứ? Nói chung là cũng nghe được. Em chỉnh lên 100%. Ok, rồi. Đúng rồi. Nói chung là nghe nó to hơn. Kiểu mấy nãy em nữa là lúc lát thằng men nó sẽ lại gòn. Giật áo của ông Hoàng, em nhớ là dặn em bé được báo đi. Lúc nó thua nó còn ra làm trò với anh đỏ nữa, khổ thế rồi. Chắc là cũng cũ đấy mà giữ thể diện. Mọi người nghe tiếng tao đùa thì mày nghĩ là tao đánh anh em thở thì sau đấy mọi người thấy thanh niên báo đen bước đến. Thân hình thì cũng không không quá cao, khoảng 1m65, gần 1m7. Lại mặc một cái áo khoác ra, mở ra, sau đấy là một cái áo ba lỗ. Tao vào này, thua thắng thua, chuyện thường. Nói chung là tao đua là để tao cải thiện kỹ năng. Đó, được đua với anh cứ cựu, anh chấp đỏ thế là sướng lắm rồi. Rõ ràng làm trò cho anh em thích thú đấy thôi chứ anh em trong cùng một cái gang không bao giờ đánh nhau mày ạ. Đúng thằng anh làm cái bia Khải Giang đứng lên làm gặm bia anh. Thằng Hoàng nó hơi say rồi, thằng Hoàng nó hơi say rồi, không sao đâu mày. Thanh niên áo đen gõ đầu thằng Hoàng cái mày có bia. Nói chung là anh em mình với nhau đô thắng thua là phụ, quan trọng là mình tận hưởng cảm giác gọi là như gió như mây anh nhé. Đúng rồi mày, qua tao đã bảo rồi, báo đen là tên của xe tao chứ không phải tên tao mày. Bọn dân chơi xe phải hiểu chứ, ra ngoài rồi gọi tao Bính thôi. Đây. Ui giời, roleplay. Ok. Được. Ủa anh Bích, em nghe bảo sắp tới mới có vụ bắt ở cầu Sài Gòn á, mọi người có định lên đó đua không? Đua ấy thì nói chung là cũng có dịp thôi mày. Kiểu nói thế là gần đây ấy, nó cũng không phải đua nhiều. Giờ là tại vì băng mình đang cố mở rộng tầm từ quận 3, quận 4 sang cả quận 5 ấy. Thế là thần gió ở chú Phong là cũng phải đi làm việc cái thứ hơi căng. Mấy cái buổi hôm nay ấy, là mở đua vì cũng có vẻ là mình chốt được deal bên đấy rồi. Sắp mở rộng địa bàn rồi. Nên là anh em mình mới có cái trận đua để gọi là ăn mừng ấy. Sự tính toán chú Phong quá đỉnh, hâm mộ quá. Thế là trong hôm nay chú mới không đến được, chắc là vẫn đang đi chuyện mấy cái thanh niên và cha gì cảnh sát hay gì đây. Đấy. Là không sao, em tin mà có gì là làm sao có chuyện gì nữa. Chú Phong mà lo gì mọi người, chắc chắn là thành công. Tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà cái hôm nay cũng đừng uống nhiều quá nhé, vì đúng hôm cuối tháng và thượng cuối tháng là anh em mình cũng đi đòi tiền bảo kê của mấy cái quán gần đây. Ra trong cái chuyến hôm nay thì ngoài mấy đứa này, ngoài việc đòi quận 4 ra, bây giờ có thêm một cái quán quận 5 là bây giờ mình bắt đầu bảo kê rồi. Lát nữa tầm gần 11 giờ rồi đấy, đi thì qua bên đấy nữa nhá. Anh nhắn tin cho chị rồi. Anh cứ để đó tụi em lo được hết rồi. Bình ra vỗ vai của
đèn. Rồi. Mấy cái dự án độ xe nào rồi? Sao mày thằng tháo vát nhất mà tao không thấy ở đây. Ông mới vào thôi mà cũng độ mấy cái máy rồi đấy. Sao? Đã tự làm con xe mình chưa? Hay là vẫn cứ chăm chỉ làm xe cho anh em khác? Chưa có tiền anh thôi. Sau bữa nay là nghĩ là cái tình huống này nó còn kéo dài dài dài. Kiểu bắt tay một cái kiểu đưa tay ra nắm cái kiểu anh có điện không biết chứ thiệt là hồi đó hồi còn đi làm nhân phòng tên là em kiểu hâm mộ anh quá em mới đổi tên thành Điện Mèo anh biết đổi tên luôn á đổi tên luôn Ngọc đứng với sang kiểu ủa không phải mày đuổi này mày trốn cảnh sát hả vừa nãy không hả ông chớp đỏ miệng như mày quá chớp đỏ ông chơi gian là anh đã về nhất rồi kỳ quá em đã không mất cái phi rồi làm gì có cái nào là gian lận mày nhân sự tính toán à, mỗi người mọi có một vấy mỗi người một có câu ra câu vào nói chung là tôi nghĩ cái cách mà ông ấy đua là cũng được trên đường thì bao giờ cũng phải ứng biến cả mà cũng anh em mình ra mà gặp vấn đề đều phải ứng biến cả tôi cũng có cái cũng nét là phục ông ấy thôi học hỏi đây này mà mày chỉ vào đèn mới vào thì nói chung là cũng cứ chịu khó theo chân chị Đường với cả anh Văn định gì mày cũng tháo phát tại vì hai đứa kia chỉ biết nói chủ yếu thôi. Ủa anh mày ra anh Vĩnh ơi em cũng biết làm chứ bộ chỉ có là lâu lâu mời báo thôi. Mày nhớ cái đợt mà đua tầm tháng trước mày gọi gì gọi cứu thương à tao hay cứu hỏa xong rồi một lỗ oe oe ye có thằng nào nó đưa điện thoại cho em chứ bộ chỉ gọi thôi em chứ nghe thôi ngay thôi. Với cả hôm nay mà đi đòi tiền bảo kê của mấy cái chỗ địa điểm thì nếu mà nói còn ngọt có khi mấy cái chủ quán chỗ đấy cho thêm đấy vì tích tiền mà là mua xe. Cảm ơn mà hôm em đó giờ ngủ được con xe ngon đủ với anh em sao mà thấy cái xe của tao nổ bao to luôn. Xe mày nổ to nhất huyện rồi. Đúng rồi anh. Số 1, nhất. Không ai tranh. Xe của sếp là nhất. Đúng rồi. Rồi thiện nhìn cái ảnh. Mặt trời tỏa sáng. Trời ơi. Trời sáng quá tin. Ủa nhưng mà cái xe đấy thì có mấy chỗ? Hay có chở được người không? Được, ai chở anh? Kiểu phía sau nữa. Cái này phải ngồi cá băng cũng đủ 4 người. Có khi ngồi cá băng. Bảo sao này chưa mùi bắt thôi. Sao là công an túng mùi đuôi. Đợt trước là bị công an chụp thôi, xui thôi. Thế còn Đường có xe không? Mà nếu mà có thì muốn miêu tả xe của mình sẽ như thế nào flavor? Em gửi bên trên anh ơi. Trên của em bên trên à? Ui dạ. Đúng rồi anh tồi quá. Ui xịn quá. Xịn quá, em vừa lên top rồi tìm ấy. Cái này theo đuôi làm báo hồng à? Báo hồng. em ăn báo đen rồi. Vậy mà đặt cái chớp đỏ. Không, mày theo đằng chớp cơ mà, mày chớp hồng rồi. Không quen. Và với vậy thì Bính nói chuyện với mọi người thêm một chút nữa rồi sang rồi nói chuyện với hội khác mà cùng dô hai ba dô không khí vẫn rất là vui vẻ cho đến 1-2 tiếng nữa lúc này thì ok nói chung là mọi người có thể cho nốt mấy cái roleplay nhảm gì cũng được tương tác thế giới nào cũng được xong rồi chúng ta trừ cảnh đến gần hết party cứ giơ mọi người nốt đi. Hết kép chưa bấy ơi bùng lông còn hai lông cuối mà thằng mẹ đang meo mày còn tỉnh không tí đi làm đó nha đừng có lật ngang nha quay lại em tỉnh em đếm tiền một tầng có 200 ủa chết mẹ từ 20 cộng 30 là nhiêu
xong rồi. Kéo bên kia có tỉnh không? Ra đây chơi ném mũ bảo hiểm. Thôi ra đây, để em chơi chứ. Bạn này nó hấp tỉnh rồi. Tụi mấy thanh niên khác đang kiểu quăng mũ bảo hiểm ra mấy cái lon. Mình có xếp anh, mình có cả lon xếp. À, cái mũ bảo hiểm này cũ rồi, thằng Vượng nó donate anh em chơi, mày muốn đem xếp thì xếp. Không, em lấy cái mũ em ném cho anh, thằng Vượng bước lên ném mũ. Đường sẽ vỗ tay mèo, đến được không? Nếu mà tin tưởng ấy, thì được cả cục đây chị giả, có bao nhiêu chị đưa. Vâng, nghe được quay qua, má mày nghe lời bả luôn. Chị đếm dùm em, không biết thôi. Còn nhiều đếm hoài không phải không được. Cứ cục đây, không biết được ví nữa, có thẻ nữa nốt nữa. Nhớ đâu không đủ, thừa bao nhiêu chị trả mà chị không cầm đâu. Năm sau chị trả chị. Kiểu còn nó sẽ đưa tay vô trong mấy túi quần đó mà. Trời má, nó tinh thiệt luôn bây ơi. Nghe được, dạ, rồi, được cái ví vậy chị được. Mở ra. Không biết ngoài nó còn nhớ hay không. Mười ba. Ủa rồi mở ra toàn tiền lẻ không? Nửa lớn sức người. Mở quả ví ra rút ra được 1.000. 6.000. Lật lúc mấy ngày còn lại. Xin lỗi. Xin lỗi mày nha. Hôm nay tao không biết đâu. Tao đi bàn khác à. Mày đừng yên đấy. Bạn là mày đừng yên. Wow, tổng lại có 13.000. Má, vậy nó kêu nó bao. Thằng nào nó đấy? Bắt kèo. Thằng sao nó có 13.000. Thằng nào bắt kèo á. Mấy anh lên trên đi. Vào ấy, giả đi. Mấy anh lên trên, mấy anh cho thằng nào cầm 13.000 bắt kèo vậy. Mấy coi kìa, có thằng nào 13.000 đi bắt kèo đứa xe không. Cái này chắc kìa nửa tỉnh nửa dạng nó chờ điều đó. Kiếm chỗ nó ối. trong lúc chị đường đang kiếm tiền, đang đếm tiền, nó sẽ kiếm chỗ nó đi luôn. Vậy mà hồi nãy nó đếm thì đúng rồi, nó 20 cộng 30 xong ra 13.000. Tao không hiểu luôn. Bất ngờ mà. Bất ngờ một kỳ nó tưởng 10.000 quá. Tao lục phải đến kiểu ra tất cả các ngăn nó có thể có trong ví. Cái ví này nó phải đến chục ngăn mẹ. Mỗi ngăn nó có tờ 1 tờ 1.000. Tao chán nó đi. Mày vô mày coi nó đi. Tao đi trả tiền chứ. Thằng Văn bao nhiêu trả tiền? Mà coi trời, trời mày đó, ghi ôi trời. Mày ghi sổ nợ cho tao nha. Tí để nó ra ấn vân tay khác. Tầm này không cầm nổi bút thôi. Mày coi chừng xin nó ói được cái tên nợ luôn bây giờ. Tí bị mỏ hả, tìm cái băng cao xanh. Nghiệm vậy là Văn đi ra trả tiền. Trong đau khổ. Quá khổ. Trong đau khổ. Đèn sau khi ói ra cũng tỉnh được tí, ra cái chỗ mấy anh chị đưa cho cốc nước cho uống. Đến giờ là tầm 10:30. Okay. Cũng hả? Sao đua sớm thế anh? 8 giờ đã đua xong rồi. 9 giờ đua xong rồi. 9 giờ đua xong. Nên tầm 10:30 thì mọi người vẫn còn là liên hoan. Cũng có vẻ là một phần của bằng những cái thành phần mà có việc phải đi đòi tiền bảo kê cũng bắt đầu dần dần đi từng toán các nhóm 3-4 người một ra cái chỗ gửi xe, cũng lại cũng phải rú gầm xe một hồi xong rồi mới đi chào mọi người. Trời, trong cái đám đó chắc chắn còn dần. Cái đấy gầm xe nó chắc chắn còn dần. Thằng Phan là nó gầm xe cho người khác, nó đã có xe đâu. Hỏi thằng mèo nó lên xe nào. À, quên mất xe đi một người. Sang bên kia đi, bên kia ngồi được 4 người. Còn bên kia đang đứng chỗ. Mày lên đây mày nằm ngửa ra luôn cũng được. Thôi anh ơi, mệt bôn cái anh chổng cái bánh xe lên. Bây giờ em ngồi trên em không có ói xuống. Ai cho mày ói xuống? Mày chỉ được ói sao ói hết ngoài. Mày định ói hết ngày mày. Giờ chạy xe bình thường thì được, trên mệt bôn cái rồi. Em không biết được sếp ơi. Em chịu lắm. Xí tao chỉ nè, mày quay lưng, xí nữa mày ngồi lên xe á, mày quay lưng về phía tao, mày có ói mèo xuống đường á. Mày đừng ói lên người tao. Cái xe ảo không biết được hay không. Tao cho mày ôm cái ghế sau luôn.
Ok vậy mọi người có thể tưởng tượng được là đèn nó sẽ ôm cái phần đằng sau của cái ghế, cái phần chống lên. Quay ra sau lưng luôn. Đúng vậy, đúng vậy. Cái xe này hay ngồi cái ôm là quay đằng sau được. Cái xe hợp lý liền. Chuyến chở vậy, thanh niên sau cái tiệc tùng vậy. Cái ngồi không đã ngửa được. Không phải là té được. Hai tay hai chân ôm cái phần. Hai chân. Trời ơi. Ok. Văn sẽ quay qua hỏi đường là ủa ông Bính gửi cho mày địa chỉ chưa? Trong điện thoại thấy có rồi. Vừa gửi hả? À đây. Đây để tôi coi hút nào đây. À. Đấy, nói cho mà đoạn ngã tư kia rẽ trái rồi rẽ phải rồi rẽ phải rẽ trái. Mày không bảo thành chữ U. Ê, sao mày chạy về vòng tròn vậy? Đâu mà rẽ phải rồi rẽ phải rẽ trái mà. Nghe đau đầu quá. Bên kia phố Thái Bát Hùng ý. Ok. Cái quán mới mở. Đi rồi. Này, trước đầu tiên mọi người đến sẽ là ngõ nhà nghỉ Hoàng Hôn. Ừ. Quận 4. Tiếng thằng Văn nổ toàn cả khu luôn. Ồ cả khu. Chạy tới đâu rồi. Để em kiếm mấy cái clip của cái tụi xe đó sẽ gửi. Xanh độc nâu. Nó nổ ghen thì không nông anh. Chết. Đi sau đi cùng tiền đình luôn mà. Tao không biết đâu. Tại sao tao lại ở đây? Mày chạy trước đi, mày tính tao, đừng đi theo sau. Đi sau có nguyên vãi cầu vòng. Đến đâu giải đường đấy. Trời, xuống xe. Khi mọi người đến ẩn khu này rồi, bắt đầu bước vào ngõ, thì thấy trong ngõ này, dọc cả hai bên đều là các cái căn nhà với đèn mờ mờ màu hồng. Ở đứng đằng trước các cái số căn thì có chủ yếu là các em, thỉnh thoảng có một hai anh đứng vẫy. Anh ơi, ngu của mày đúng không mà đây? Không, mày giữ nó chặt vào. Đây, tao giữ chặt nó lắm rồi. Chứ nó lao đi giờ đấy. Sao đâu, hình như nó ngủ trên xe tao luôn rồi mày ơi. Ta thế nào, tới chưa? Ta đang lái mà mày phải tát nó đi chứ. Ủa, đến rồi đó, mày lái đi đâu? Mày lái vào tật sức hả? Tao đang bận mẹt mày. Đó, có cái clip mà đưa. Cái chứng mẹt của mày luôn, nó không dậy. Thì tao không nghĩ là giọng của tao gọi nó tác dụng gì. Ừ, tát nó cái đi. Đây, thằng Trang sẽ đi xuống bế thằng mèo ngồi cạnh cái bô xong bắt đầu nẹt. Tỉnh mày. Đèn thấy một phát trời giáng. Té lỗ cổ. Mèo luôn rồi. Nổ là tiếng nhạc luôn mà. Tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Dạy rồi sao mà dạy rồi sao? Đừng nẹt cho phim. Dạy đi làm. Dạ. Mày nẹt thế. Nó không dạy được. Mày nẹt gì vậy nó mới dạy. Đam mê mày lão. Đâu, hôm nay ông Bính này ông có gửi mày là đòi bao nhiêu không? Hay là gửi địa chỉ thôi? Có, sẽ có thông tin địa chỉ là đến ngõ này, nghe số bao nhiêu trong ngõ, tìm bà chủ Huyền và đòi cho tháng này của cái khu này là 20 triệu. Hai chục bé ơi, hai chục đúng không? Đây, đi vô, để tao. Nó sẽ ngên ngang đi vô hỏi nhân viên là bà chủ quái rồi. Đừng có nhìn theo ánh mắt lo lắng. À, chủ quán nào hay vào đây chơi với em. Tao hôm nay tao đi kiếm bà Huyền chứ không phải kiếm tụi anh mà chủ quán đâu. À, bà chủ à, anh tìm tận bà chủ cơ à? Anh vào ở trong ngõ ấy, ở đến gần cuối kịch ngõ xong rồi thầy sẽ thấy một cái nhà đèn sáng hơn ở bên phải ạ. Rồi anh vào xong rồi lát ra nói chuyện với em tí. Được. Thằng Văn nó đang lấy sổ tay nó viết lại những gì nó nhớ. Nó không thể nhớ được định hình được phía trước nó đi như thế nào. Nè, đường. Đi, tao đi xuống kịch ngõ. Nhà có cái đèn sáng nhất á. Trái phải. Tao không biết, nó chỉ nói là cái đèn sáng nhất thôi. Bên trái, bên phải. Bên phải ấy.
Để sẽ dừng xe. Dừng xe xuống không ạ? Thanh vào trong. Trong hộ xe nhá. Anh chị cứ khóa lại cho chắc ạ. Thôi để khóa lại. Mọi người đi vào, đến cái vào sâu trong ngõ. Thấy nhìn phía bên phải, đúng như cái hướng dẫn, có một căn nhà đèn bật vẫn màu vàng, nhưng mà nó cũng có cái không khí vẻ là ấm cúng, nhưng mà là sáng hơn các căn khác. Em đến gần hơn. Em định nói anh là có hai bên mà nó hai cái đèn sáng, thằng Văn nó cầm cục đá nó chọi cho tắt bên. Mình đi bảo kê nha, mình không đi phải đám nha. Khó quá. Thật khổ, tại sao ta đi với mày nhỉ? Tại sao ta đi với mày nhỉ? Câu hỏi được kéo dài có nhiều năm. Nhưng mà đến gần hơn, mọi người có nghe tiếng, nghe như tiếng chửi của một thanh niên, nghe có vẻ lè nhè như say rượu. Khi mà đến gần bên trong cái căn nhà, chỗ mọi người chỉ là chỗ bà Huyền, thấy một có vẻ cô gì ăn mặc khá là lộng lẫy, kẻ mắt này ngược lên, và xong rồi nó cũng có một cái đường cong gì đấy khá là quyến rũ, màu xanh là cây đậm. Bên má chỗ dưới này thì vẽ thêm một cái chấm nốt ruồi rất là gọi là gì nhỉ? Duyên. Nhưng mà bà ấy, cô Huyền có vẻ đang đứng chống tay, đang nói chuyện với một cái thanh niên trung tuổi nào đấy, là nhẹ bên cạnh thanh niên này đang nắm lấy cổ tay một người. Cô gái có vẻ cũng làm việc ở đấy. Anh chửi: Bọn mày làm ăn cái kiểu cái gì thế hả? Em bảo là vào nói chuyện với, nhưng mà tao muốn chọn đứa này, tao chọn đứa này mà nó cứ bảo là không, nó không phục vụ. Ôi mày, làm ăn này thì bao giờ mới có khách hả? Tao bây giờ tao bảo tất cả cái lũ anh em của tao là không bao giờ đến cái chỗ này nữa. Cô Huyền thì cố gắng là đang can như thế này: Anh không sao, nói chung là em này hôm nay nó là hơi cúm tí nên là nó không phục vụ hương được. Vậy bỏ tay ra. Mọi người có làm gì không? Thằng Băng sẽ bạn chứ đi được. Mày đứng yên. Cảm ơn nhé. Mày đứng. Nhờ xem muốn tiến lên ra ngoài kiểu gọi với vào ấy, chờ đứng đằng sau lưng chị Huyền. Kiểu khoác cầm, không phải khoác vai đâu anh em, quá kiểu bám tay chị Huyền đầy bẽn lẽn đồ. Chị, tháng này bọn em qua thăm. Dạ đây, không biết anh khách ở đây có vấn đề gì à? Huyền nhìn sang thấy có lúc nãy có nghe tiếng xe nổ đùng đùng ở cái ngoài ngõ. Đó là bọn em đến rồi. Đây anh thầy, anh Trung, anh ấy hôm nay là có hơi quá chén một tí, anh ấy muốn ngồi nói chuyện với em đây, nhưng mà chị giải thích là em ấy hơi cúm quá. Ủa mày, tao đến đây rồi mỗi tuần phải 3 lần đấy, mà tôi không anh ấy, cô mỗi cái em quen rồi không muốn nói chuyện mà vai mà không cho anh nhỏ bé thôi, tại vì như em vừa thấy vợ anh lượn đâu ngoài đường ngõ. Thế thôi mình nói chuyện nhỏ nhẹ, nói chuyện với nhau sẽ ha. Bọn mày là cái bọn nào? Đừng sẽ nhìn chằm chằm anh mắt chào đầy sự khinh bỉ. Ok. Từ từ đây, để đó cho thằng Văn. Thằng Văn sẽ lấy một đám đá đưa cho thằng Đen, cầm cho tao. Xong nó lấy một cục nó chọi thẳng đầu ông kia, sau đó núp sau lưng thằng Đen. Ê thằng già. Đừng quên thằng Đen lúc này nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, nó còn mới nói chuyện là đem sao rồi nhìn thằng này tướng cá gì anh nhỉ? Mày là thằng đéo nào? Tao nói mày nó thằng già, đi ra chỗ khác vậy. Vẫn sau lưng thằng Đen. Đá vô này. Đen với anh Tèn bây giờ đang làm gì? Không đá. Các bạn đang suy nghĩ là
sau này một tuần cứ lo ném thành hết kiểu đang suy nghĩ vẫn chìm sâu trong suy tư. Đây là một cốc không đó. Đó, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh, bọn trẻ con hàng xóm nó nghịch. Chắc là anh bây giờ cũng 10:30 một giờ, mới bé nó chuẩn bị đi ngủ với mai đi học. Anh hét to quá, rồi bọn nó giật mình, nó làm rơi cục tay. Mình cứ từ từ ấy. Làm cho tiền cái Tram nào, cái lát đầu tiên của game. Đầu tiên, Tram 2 đúng không? Hai Tram, có ai hỗ trợ gì không ạ? Không, em ở đây mình bọn kia đến rốn rồi. Em, mọi người hỗ trợ thì, xem nào, tại vì nãy là Nuni cũng, nếu mà gọi cái hành động vừa ném đá hỗ trợ thì Nuni là muốn dùng cái hành động nào, kỹ năng nào, cứ nói anh thấy phù hợp là được. Chắc em chắc vừa ném vừa trốn chắc dùng sneak em. Ok, để cái hành động này thì mình sẽ làm đúng theo tiêu chí của cái game này. Risk, rủi ro là trung bình, hiệu quả cao. Thành đang say. Được 2D6 hay một, là được biên bản? Không, chưa. Bây giờ phải là Khải Văn lăn sneak. Có thể dùng một effort để thêm một D6. Người khác cũng có thể hỗ trợ dùng effort của bản thân để cho Nuni thêm D6 nữa. Không. Mấy gì mà trốn. Tao không quen mày. Để em roll, em dùng một effort của em. Ok. Mày cút. Em đẹp đúng không? Em hả? Em làm gì? Cyber nghĩ là kiểu I free ấy, thì em giúp kiểu không bị không tốn hết cỏ. Hỗ trợ đó, đúng không? Hay nào? Em hay là xài gì? Nói lại được không? Em ấy là bây giờ nếu như mà em add thì em sẽ nói về cái hành động sử dụng để add đúng không? Ừ, em add thì cứ dùng một effort thôi. Thêm một D6 cho Nuni. Lại đâu? Ủa add đấy sang Nuni có bị tốn 2 không anh hay là tốn 1 bởi vì đấy là add. Ủa add cho Nuni tốn 2. Tại vì hôm nay đang theo chân chị đường. Đường thì sẽ không tốt. Ok cậu. Để rồi lại thêm cái đề sáo nữa nào. Rồi. Ok. Cuối tối cậu. Rồi. Sau khi vậy thì resolve cái hành động này. Sau khi mà ném đá xong và nói như vậy thì thanh niên này rất ngơ ngác rồi. Vừa say vừa thêm cái viên đá này. Có vẻ choáng choáng nửa tỉnh nửa mê. Cái hành động của đường Tram sẽ được cái hỗ trợ này thêm một D6 nữa. 5 này. 5. Sau khi mà Ngọc Đường nói vậy, ông ấy vẫn cứ cầu nhau ôm đầu. Ê, bọn chỉ còn danh thằng nào. Nhìn xung quanh mấy cái cửa sổ bên trên. Bà chủ này tụt hết cả hứng kìa. Bảo không quay lại nữa. Không quay lại nữa. Ông cứ vừa chỉ mỗi cái lần hắt cái lại bước lùi một chân ra cửa. Lúc này sau lưng ổng sẽ là hình bóng của thằng Đèn, nhưng giọng vẫn sẽ là của thằng Văn. Ok. Để ngán cái chân ngỗng lúc ổng đi lùi em. Okay. Đâu cần. Ok, không sao, để đen. Cái đấy không cần là ông ngán cái ông. Ui. Ơ lại đứa chạy con nào chứ kìa. Đang về anh bé. Vợ gọi vợ tìm. Vợ anh đi được 3 vòng ngõ này rồi anh về. Ôi trời. Ôi trời. Nhanh. Ừ. đi về lại đi về ơi. Rồi xong rồi, quay qua chị Huyền. Ôi trời ơi, các em đến đúng lúc quá. Cái thanh niên này đang cứ oang làm sợ hết cả mấy cái em nhà chị. Dạ ông sao em hiểu mà, mấy khách như này thì nhiều lúc mình phải khéo léo một tí. Là thôi bọn em cũng qua đây thì cũng còn nhiều bên phải đi nữa. Em mà xin phép và nói thẳng vấn đề. Của mình năm nay 20. Chị có thương bọn em tưởng xá xa xôi đến hỗ trợ chị buổi tối hôm nay cho em xin lên 25. Ôi sao có nói gì đâu, từ có nói gì đâu. Bằng sẽ nói, Bằng sẽ cho hình dạy thằng Đen nói, tháng này ba ơi. Tháng này. Mày nói năm là tâm sau mới đòi đấy. Rồi, mà chị cũng cầm lại tay đường vân vân. Dịch vụ của bọn em là bọn chị cứng nhất đấy. Nó mấy cái vụ như thế này cứ ới cái là bọn em qua luôn. Làm ăn cứ thế mới làm thôi, không phải lo cái gì cả. Rồi để chị gọi cái thằng giúp việc trên tầng mang cái số bọn em.
hay lắm, bọn em mất công đến đây rồi. Đó. Cảm ơn trời, đấy cứ thế phải vui vẻ không? Hôm nào để bên anh em kiểu gọi là mình có ngày nghỉ, bọn em rảnh rỗi bọn em lại qua ủng hộ. Làm ăn rồi. Trời ơi, chị thấy nhìn có ngoài cửa thấy có vẻ là mấy em của chị cũng để ý hai anh em lắm đấy. Ôi, đấy đấy, của bọn nó tất chị ạ. Ừ, bọn nó tiền bọn nó tự giải nhá, không liên quan đến bọn càng lắm nữa. À, còn em đẹp của chị, cô chị bên chị cũng có vài anh cũng cao to đen hôi đó, tùy gu của em ạ. Dạ vâng, nếu mà mình có nhu cầu đấy mới làm chị sau ha. Mà thôi, chung mà đợt này cũng gọi là bọn em cũng đang bận rộn, cũng đang gọi là em bây giờ mình cứ tính một tuần 7 anh thì cũng hết 7 tuần à 7 ngày rồi. Bây giờ mà em chống lịch nào em qua bên chị ha. Ok em. Vâng, đến tiền em ơi. Ấy, có mấy cái thầy đi giúp việc sẽ ra đưa tiền cho. Để đó tao đếm nha. Mày đếm, mày đừng có rút rút rút, tao nhìn chằm chằm mày đấy. Tao có rút đèn tao chứ phải cái đèn đâu. Cả hai. Không. Đếm bao giờ, đếm 2 tiền bao giờ đâu. Em không bao giờ đếm sai tiền luôn. Em đếm đúng lắm, em đếm như máy vậy. Hôm nay mình nó hơi nhiều đấy. Về làm cái lương hết tháng mới trả nợ em ơi. Em ký giấy nợ bên chỗ thằng Văn thì một ngày nó phải lấy em 10%. 15. Đấy, 15. Lạm phát rồi. Biết ký mình chỉ được cái giảm giá cho em mà. Bên chị không hay cho vay tiền ý. Chị không có ý định đòi bằng tiền nữa mà em vay chỗ chị thì em chỉ có bán thân thôi. Ký hợp đồng cả đời. Ông ngực cái kiểu. Là hãy cái kiểu. Hồi đó bắt nhầm đứa rồi. Tại sao mình lại bắt xe của bà này? Ừ, tao vẫn ghi của đó nha. Tao vẫn ghi của đó nha. Hôm đấy là nộp tiền hết, nộp phạt 6-7 củ nha. Ghi giấy nợ đi, Vũ ăn em, thêm vài tao. Hôm đó mày nộp bao nhiêu? Tao nhớ, 6 củ rưỡi. Để tao nghĩ số 10 đi cho nó trả. Rồi, và sau khi mà Văn đếm tiền thì đủ. Mọi người còn sự vụ gì ở đây không? Hai em có thích ra ngoài kia chơi thì chơi. Đi chơi. Đang trong bộ dạng của thằng Đen thì thằng Văn cứ đi chơi hết người này người khác thôi. Em tự hỏi là thằng Đen nó có đang cầm cái đống đá gì không? Tầm này ông kia ông đi là bị mình lấy lại rồi. Thằng Văn được lại rồi, đồ của tao. Khổ quá. Chạy đi đây quay đóng hết. Rồi. Văn muốn ở đấy, ở trong cái ngõ này khoảng bao lâu? Chơi bao lâu? Chắc là 15-20 phút nữa. À, 15-20 phút rồi. Yeah. Gọi là làm bài công nước. Thông độ thì mọi người đã giải quyết xong vụ sự việc ở đây. Đã lấy được tiền ở chỗ này, tiền bảo kê chỗ này. Còn hai địa điểm nữa trong tối hôm nay mọi người cần đi. Tiếp theo là quán... Sơn Chu. Karaoke Mặn Nồng. Ở rìa quận 4, quận 5 chỗ có đến gặp chú Khánh chú Quát. Đường đang ở sẵn ngoài xe đầu ngõ bắt đầu nẹt bua gọi rồi. Rơm 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 rơm. Anh mẹ mày lên. Ra nè. Mẹ hai cái thằng. Mẹ đưa đi với con. Mày tỉnh chưa? Từ em không biết rồi, ví dụ như cái lúc mà ông sếp mình ông đi lanh quanh đó thì em sẽ làm gì? Em muốn làm gì hay là em ra ngoài ngồi xe ông đợi? chắc là kiểu em ra ngoài xe em đợi đi, kiểu trong lúc đợi thì em sẽ nhìn quanh kiểu lăng lăng. Nhưng nhìn xung quanh thì nói chung là miêu tả cái bối cảnh nữa, những cái con đường ở vùng này nó vẻ là nơi những cái căn nhà ở vùng này nó không hoành tráng bằng những căn nhà ở phố khác. Trong cái ngõ này thì cũng thỉnh thoảng có mấy thanh niên hoặc là túm năm tụm ba cùng đến với nhau, hoặc là đi một mình thì ngó trước ngó sau rồi vào ngõ ngồi đợi quẩn cơ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nghĩ về cái xi lanh này phải đi với ống bô này, nghĩ sau rồi phải đi với cái bộ chuyển động kia. Mấy cô xe gầm rú một hồi cũng thấy Văn mò ra. Thấy rồi. Văn thấy đèn ngồi sẵn sau xe rồi. Ôm. Khởi động công không? Bom 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 bom. Chỉ đường ơi, quán này trong ngõ xấu quá, tao không biết được đâu.
À, rồi rồi đưa địa chỉ đây, tao chỉ đường cho. Tết tiết được không em, Google Maps chạy cho dễ nè. Chắc chắn mày bật Google Maps rồi mày. Dân đua nửa mùa. Đua chỉ biết đường đua thôi, tao không biết đường đi. Tôi chỉ biết đường đi làm thôi. Sạch gạo gạo không biết. Rõ nào tôi có biết đi làm chứ đường đi đâu là không biết nha. Mọi người sau khi mà qua khoảng 4 năm cái block nhà đến được chỗ tiệm karaoke Mặn Nồng. Nhưng mà đến nơi mọi người cũng hỏi ở cái bảo vệ bên ngoài thì vào gặp chú Khánh. Thì ok, mọi người vào trong nhá. Cái phòng bên trong ấy ở dưới ngay tầng 1 thôi. Họ bảo lễ tân chỉ luôn tiếp cho. Mọi người đi vào. Trong thấy một cái phòng khá là bé, hơi bừa bộn một chút. Giấy giấy tờ tờ, có một ông chú bụng phệ ngồi đằng sau cái bàn xem giấy tờ. Ôi cái gì đây? Khách hàng ghê bảo lễ tân chưa? Bọn cháu chú ơi à. À anh à, anh Khánh, em đây. Em Đường. Rồi sao à, em nào? Em Đường nè, em Đường bên chỗ anh Phong. Em bên bán lực nè anh. À, ủa à, từ hôm qua hôm kia gọi điện rồi chả thấy đâu. Bọn mày biết là cái mà hôm mấy hôm chả hiểu bảo kê nào, cảnh sát nó vẫn đến, nó bảo là bạn nhỏ ở nhà ra cái nào hả? Anh ơi, bây giờ mình phải làm như này nhá, luật thành phố thì người ta mới sắp chặt, bây giờ thì nó cũng khó cho bọn em, các nhà khác bọn em làm có sao đâu anh, không ấy nhà mình cố gắng đầu tư thêm giàn cách âm anh ạ. Thế thì bảo kê của mày là làm được đến những cái gì? Chỉ mỗi khách hàng thôi à? Thế còn trả lẽ trả tiền bảo kê cho bên Mãn Lực, xong lại phải trả tiền bảo kê, trả tiền đút cho mấy thằng công an trên phường nữa à? Anh ơi, nếu mà bọn em mơ được cả công an bên phường, em giàu quá, mắc cái gì mà em thu 20 triệu một tháng ấy, đúng không? Anh biết thế cái giá của bọn em so với các bên khác là bao nhiêu ưu đãi cho nhà mình rồi. Em không biết bao nhiêu vụ đánh ghen ở nhà mình rồi đấy. Không hiểu tại sao như quán mình là hơi kiểu hơi thu hút những cái thị phi. Cứ thỉnh thoảng 2-3 bữa là em lại thấy lên báo đánh ghen quán nhà mình rồi. Bọn em cũng mệt lắm anh. Thương nhau cái. Rồi, cái này tiền đi nó như nước. Ông ấy nhìn mấy cái giấy tờ, tiền vào chả thấy mấy đâu. Bọn em làm này anh cũng làm gì còn nghiệp nữa mà sạt em. Anh cũng biết là thời gian gần đây mọi thứ nó khó khăn, chính quyền nó bắt đầu nó xuống là làm gắt quá, thì em đâu làm được gì. Thế lại tôi trả tiền là để tôi nghe được à mọi chuyện được xử lý, tôi không trả tiền để kiểu như là bọn em không biết làm gì rồi. Ôi giả không rồi, ông nghe giọng đanh bắt đầu trời ơi, đấy lại bắt đầu giờ được học chưa rồi chị, 20 triệu đi anh chụp anh ơi để cái này đoạn này cho nó thêm gay cấn, mình có thể có một quả đánh ghen bắt đầu trên tầng được không anh? Này em hỏi chúng nha, thế là trong cái đây trong cái lucky kit của em sẽ có một cái gọi là sudden change in lighting à. Thì kiểu cái ý tưởng của em á là em muốn cái lúc này cái đèn chỗ cái quán karaoke của ổng sẽ nhấp nháy một chút, sau khi mà em đã nghe được cái chuyện mà ổng đã nói về cái chuyện tiền bạc điện nước này nữa đã gì còn thêm tiền bảo kê, thì em muốn cái ý tưởng của em là kiểu em nói anh cha kiểu không có, hình như là bác có biết chứ cái chỗ bác đó là đang kiểu sử dụng điện tiêu thụ điện quá mức so với mất của doanh nghiệp tư nhân á. Nếu như mà bên tụi cháu á có giải quyết xác nó đã tới nó bắt vụ đó rồi, phải có biết không? Hả? thằng Giang nó sẽ lấy cái quạt nó gõ lên đầu thằng đi. Bớt đi, làm ok chứ không phải làm bên điện lực đâu. Rồi cái này thì thiện không thiện, người dẫn không chắc chắn, nhưng mà thiện khá chắc là nhưng mà thiện khá chắc là cái thanh niên chủ quán nó sẽ biết. Cái gì mà điện lực ở ngoài vào ra cái gì vậy, tao ở đây tao trả tiền điện không biết chứ, mấy cái thằng bảo kê chứ choi mày vào đây làm sao biết điện nào điện kia. Còn cái của Đường mà muốn có vụ đánh ghen rồi lần cái đề sau
xem nó gay đến đâu. Rồi cái đấy cũng là một ý tưởng. Có ai có vỡ đầu rồi, vỡ đầu rồi. càng lắm, càng đang giữa thường lại nghe bên trên tiếng đốp một cái tiếng có tiếng rú lên. Ui, làm cái gì đó à? Tự nhiên bên trên một tiếng thê thê của kiếm bà nào đấy tìm thấy mày rồi á, mày ra đây với con nở ra đây, ôi cái con hát hò cái gì, cái bài gì ở đây, ôi giời, tình yêu bạn đầu trăm đã rồi với mày này, mày hả bưởi? Thằng Văn tới quay qua nói với ông chủ là đây đến lúc về công việc của tụi em lên rồi đó. Đúng rồi anh, hay là anh tự giải quyết cũng được, em thấy cũng nhẹ nhàng nha. Sau này ông tự chửi thề sao đéo thì đúng lúc thế rồi bọn giải quyết nhanh lên không mất khai cạnh bây giờ để cho tao là như bọn em có chuẩn bị để cho tao tao làm cho vẫn trong hình dáng thằng đen nó đi lên chưa hết xin vẫn còn hình nó bước lên trên đi vô cái phòng của nó chỉ mặt ê mấy con mụ kia bớt là mồm nghe. Rõ đây. Đây chuyện nhà tao, mày là mày nào mà ra đây? Lại ăn một dép không? Chuyện nhà mấy người nhưng mà quán của tôi nha. Bước ra ngoài đây nói chuyện nè. Ôi trời ơi. Đây, thằng bưởi, mày ra đây. Ra để đường tao nói chuyện. Có cả con nở cái mày đừng có trốn nhá mày. Nhéo tai bước ra, đang bước ra. Chị còn lại cũng rình thế nào. Lôi chai bia đập đầu cái choang cái mày con mày tưởng mày mỗi mày kiếm nước anh bưởi hả? Ê cái con này ai tả cho Thiện đánh ghen như nào cái Thiện chữ đọc báo không mày ơi đấy đúng tóc. Phải một bàn nữa nhỉ, vừa giật đồ xé đồ. Ai mày hỏi chủ quán coi câu này có phải là nhân viên quán không vậy? Em hỏi thật, đây là khách là nhân viên nè. Tao biết đây nào đâu. Thế thì sạch sắc đi. Không là nhân viên quán em kệ nhá. Không phải nhân viên quán, em cho tụi nó ra ngoài đấy. Không phải nhân viên. Ai ra ngoài? Đi ra ngoài. Mấy bà muốn đánh, muốn xé, muốn chửi, muốn chét cái gì đó người nó đi ra ngoài. Trong quán này không có làm gì hết. Ôi giời, các chị kìa bị... Rồi giặc được rồi. Bọn nó đây, thằng chồng tao nó lên đi. Lựa tay rồi. Sao bây giờ nó còn gọi hỏi nó đây tôi làm được rồi. Đừng dơ lên kiểu bó đâu. Con đầu Văn một cái. Ngao rồi ôi. Không, anh Văn bị chị nhà gọi. Thế nên con đầu Văn một cái. Mày ơi, từ từ. Các phòng khác là ngắn hát. Mày bớt lại không? Người tao xin mày đấy. Ra nhìn mấy chị từ từ em người ngoài em không liên quan gì hết, em không quan tâm thằng lồn thằng nào, không quan tâm vấn lý đâu cả hết. Chị bình tĩnh anh, em phòng khách đến chị, bọn em nó hát bên kia vui lắm, bọn em không biết bọn chị giải quyết thế gì. Giờ một là các chị vào trong phòng cách âm kia, chị đóng cửa và chị xử nhau tiếp được không ạ? Đấy, mình xử nhau xong rồi thì mình bắt tay làm hòa, hai đứa ai đèo nhà ấy đi về. Chị sẽ làm hòa cái gì ở đây? Trời ơi, chị nghe nào, hoặc là chị đứng đây hát nữa thì em xin phép nó sẽ tìm đâu đấy con dao đi bỏ kê mà. Em xin phép chứ, bọn em đang hát hay. Cổ năng vào mỗi đằng lên. Tôi nói rồi, đi sớm sớm đi, xong rồi nó qua nó xiên bây giờ. Làm cho cái command. Ai ạ? Ai giờ sao? Em. Rồi. Em tìm hẳn một effort có cái này, của đời này nó thương luôn này. Ê, vậy là mày không bị tố? À không, thằng ngày mới dùng hết. Có hỗ trợ không? Mà về hỗ trợ thì hơi khó nhỉ? Hỗ trợ ông thì sao được trong cái tình huống này thì tôi suy nghĩ mình nghĩ nên hỗ trợ thế nào hợp lý. Chắc vô đứng tại vì thằng Văn sẽ đứng một bên của con đường thì thằng Đèn đứng bên kia đi chỉ mặt mày làm lẹ đi ông tôi nói chuyện mày đó. Cái hành động này anh sẽ nói luôn là hiệu quả cao nhưng mà rủi ro cũng cao. Thế nên là cần hỗ trợ này, mọi người ơi, để cho lên 5-6 này. Không có bạn à. Thì để hỏi sát thôi, sát hỗ trợ không thôi. Kiểu bây giờ em hỗ trợ em thế nào thì nó hợp lý á. Hỗ trợ phải có. Kiểu bây giờ ví dụ em giả bộ em đứng, em giả bộ em kiểu gãi gãi cổ xong rồi phút phút tay được không? Kiểu thằng Văn đưa giống tiệm. Đưa giống tiệm của họ, đưa em giống tiệm.
Mấy chị thấy nó khó hiện á. Phải cổ rồi ngáp ngáp thôi anh. Nhiều lắm. Như kiểu đứng sau đường ấy hả? Không, đứng bên chứ, đứng bên cảm ơn tiền. Thế là như này đây. Anh chị có gì vui thế? Em nói mấy chị nghe nè, nó giai đoạn cuối rồi, nó liều lắm. Mấy chị đi ra ngoài đi. Ok, thế là đường thêm 1D6. Đường có thể tự dùng một effort để thêm 1D6 nữa. Em tự thêm 1D6 nữa, để em ra 5D6. Critical success rồi, 26. Good. Good game. Liếc nhìn thấy cái ánh phản chiếu của con dao sắc lẹm, mày bắt đầu rúm người lại. Rồi, mày phòng bên thì thằng bưởi, mày với tao, con đệ cái mày, rúm thằng. Anh bà anh nhìn lại cái. Ôi. Mày tưởng mày trốn được với cái quán curry bụi đời này sao ấy, ra ngoài đường biết tay với tao. Bao giờ mà cần mua axit chị gọi em nhé. Bà ấy nhìn lại cái. Tao tưởng tao đánh ghen là đã căng lắm rồi, bọn nó làm cái phim rồi. Bên em có dịch vụ đánh ghen thuê luôn nha chị. Đúng rồi chị ơi, chị trả tiền là em đánh hộ chị. À, chị nở lại. Oh, có em. Tại bao tiền bao tiền. chị phải giật thằng bưởi ra. Thằng đấy chị nghe hết rồi. Nó ở nhà nó bà kia bạo hành nhiều lắm. Vậy cho bài chứ. Hai chục chị ơi. 20 triệu. cái đủ má em. Đánh cho bà. Chị ơi, đập nó tiếp với chị. Vô luôn. Đập tiếp chị ơi. Chị, hai chị đúng không? Em đập cả hai thằng luôn. Đập cả thằng chồng chị đập vào đây luôn. Khuyến mãi một kiểu một. Một thằng bỏ là trả giá. Hai cái gạo tiền đăng. Cùng chỗ. mười lăm triệu chỉ cần đánh con kia thôi, không cần đánh thằng cháu dễ sửa. Nhìn sang hai đứa kìa, làm nếu em ơi, dạo này băng hơi ít việc. Ok thôi tiền khó ạ. Trời ok trời. Lao vô đi này, lao vô đây. Bao phép, bao, tụi nó bay. Ê, ông chú Khánh mà. Ra ngoài. Khách. Ra ngoài. Đôi nó ra ngoài đi, em làm pin. Bảo lấy tiền đã băng, 20. Ủa mày là 25. Tiền anh trai. Rồi em dọn dẹp rồi đó. Làm gì mà lên 25. Rồi ra ngoài, 25. Ra ngoài, ra ngoài. Cứ cảnh đó sẽ là con đường yên đèn đánh, thằng Giang sẽ lâu lâu vô lú cái chân vô đạp một cái, chạy qua lú vô đạp. Đừng không đánh, đừng đứng chửi đó. Mẹ cha mày, cuộc đời bao nhiêu cái muốn làm, mày đi đòi đạp, chạy làm cái trò giật vồ người khác. Mày nhìn thằng này có gì mà đáng giật không, mày bụng bia không, à xóm mũi thì không có, mặt đẹp cũng không. Toàn bụng bia râu ria lồm xồm lương 5 triệu một tháng, mày đòi giật, mày giật thì mày giật khôn lên, mày giật ngu. Đấy, nó chửi con đen này. Không đánh. Không đánh. Đánh tâm lý. Nói chung là có một bệnh thằng đèn vô đấy. Thằng đèn đánh ở đâu là thằng chân thằng Giang thì xí vô đạp một cái. Không chạy ra. Thấy chưa khiếp. Mày cướp đi cướp chồng người khác bây giờ khổ nhục khổ sở ngồi đây. Bây giờ ngoài kia bao nhiêu em thì không muốn. Nhìn mày có phải cái dạng hết tiền thiếu tiền gì đâu mà phải đi làm cái trò cặp kè bồ người khác như thế. Ôi dồi khổ chưa, nhục chưa, bà con cô bác ơi ra mà xem cái đứa cướp chồng người khác. Ai sợ chim. Xin nhập anh là chim. 15 triệu đáng chị ơi, đáng. Em kết bạn xuống cái đầu này rồi. Đáng lắm mẹ, dồi ôi. Em có quay clip xin em gửi cho chị trực tiếp luôn nè. Cái bà vừa thuê đấy thì cũng gần giống Văn là đèn đang đáy thì Văn xa đạp thôi, còn cái này là đường đang chửi thì có đấy. Mày thấy chưa, đúng rồi thì mà đẹp cơ đấy. Một hồi thấy bà kia cũng túi bụi cũng bầm dập rồi khóc mếu anh tha cho em rồi, em biết lỗi rồi, bỏ nha, lần sau chị muốn đi đâu, chị muốn tìm trang trẻ, chị muốn tìm gì thì chị alo em giới thiệu cho chị. Chứ mắc cái tội gì chị dịch vụ mọi nơi.
Thế bạn nói là sai không? Chỉ là viết bằng văn. Được, đúng không? Ngon, sai ngọt chút. Chị thì em biết lỗi rồi. Không, nha. Thôi, qua đi. Nói nè, mai mốt mày kiếm á, mày kiếm thằng nào tên Đèn á, chứ đừng kiếm tụi tao. Được chưa? Còn chị muốn trả thù, chị muốn báo cảnh sát thì em sẽ nói luôn này để cho mình dễ làm việc bên pháp lý. Thì tìm một em mà nào tên Mèo Đèn. Này, xong, xong. Còn nếu mà muốn trả thù nhà này lại cho em ha. Chị chỉ cần trả thù là ta đánh tôm á. Đốt liền. Công chị tâm. Chỉ cần trả 20 lại bên nào trả là có tiền bộ. Quay sang bên chị đang chị chủ à chị vợ. Nếu mà chị muốn theo dõi ông này mà em có cả cái dịch vụ thám tử theo đuôi nữa ha. Có gì mình cứ đi thay. Được, được, được. Ngồi có cho chị số điện thoại cái gì chị. Đây, 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 đây. Bạn dân thầy qua, đâu chị đọc tôi chuyện rồi. Mày nhớ chưa Bưởi, mày nhớ chưa? Còn anh Bưởi nhá, nếu mà anh muốn tìm chỗ nào mà kín 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 đáo ấy. Ok, cái con này. Mày mắc cái tì cái kia. Tụi em dạo này hơi khó chị, xin lỗi. Mày nghèo quá chị ơi, kinh tế suy thoái, bọn em nghèo. Ủa chị không biết hả? Giờ cứ, ví dụ giờ nó chui ở đầu tụi em cũng biết mà, tụi em cũng kiếm là được mà. Không, em cứ mãi mãi mà bây giờ nhá. Chỗ em mà. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ nó thuê bên chỗ bọn em, chị tìm thì dễ hơn không? Em gửi hẳn định vị cho chị luôn, chị không phải ngồi mò mấy ngày. Tiện mà chị. Cái bọn rửa hơi vậy. Đi về, nhanh lên. Xem. Tiền ơi. Ê, phải lắm. Ôi. Nhận chuyển khoản không? Rồi, đây, đây. Số tài khoản của em này chị. Tài khoản rác, tài khoản rác, tài khoản rác. Phải không cái tài khoản rác? Đây chị cứ chuyển vào đây đi. Chuyên nghiệp. Chuyển vào tài khoản thật là đi, đi. Đi vô tay. Đúng là người mình đáng hâm mộ anh. Đang giữa chuyển thì bắt đầu nghe thấy ở đầu phố bắt tiếng ồ á. Lẹ chị. Đấy, hiện chưa? Nhanh lên. Tạo không muốn rình sáng cái gì ở đây đâu. Chị bay nhanh. À, đèn ơi, mày ném con đỏ vào trong ngõ đi. Lùi nó vô trong, lẹ luôn. Đứng để nó ở đây em, người ta đến rồi em. Đường xe đang cầm cái dao sắt nó rạch bớt áo cho người đi. Em xin lỗi. Thằng Dân sẽ lấy két, két lên mặt. Xong nó chạy vô trong quấy nó chú. Cúi đầu lên. Ông chủ ơi, cái gì đấy hả? Sao vấn đề bé xảy ra to cái gì thôi? Không sao đâu anh, con đường ngoài kia lo được hết mà. Cúi lên mặt. Đường ở bên ngoài, văn tứ văn ở đâu? Văn lôi nở. Không có. Đâu, đèn lôi nở vô trong ngõ, thằng Văn chạy vô quán. Nơi lôi nở vào ngõ. Văn chạy vô quán rồi. Em nhân viên bảo vệ đấy mấy anh ơi. Đường ngồi một lúc, thấy mấy thanh niên bảo vệ quán cũng giúp lôi vào ngõ. Đường ngồi một lúc thấy một cái xe, typical xe cảnh sát phường, cái xe màu trắng, xe tải bé bé. Nhập. Lạ chọn đứng dậy, bắt đầu kiểu đang kiểu bịn dậy. Ôi, sao? Đây có chuyện gì đây? Thấy gọi điện bảo quán gì mặn đâu? Có đánh nhau gì à? Không sao, anh ơi, nhầm người anh ạ. Hiểu nhầm. Chị ấy đi tìm chồng, chị ấy đi với con nào mà chị ấy nhìn nhầm mặt em. Bây giờ bọn em giải quyết xong rồi, em đền bù xong hết rồi, chị cũng đi về, chị sang quán khác rồi ạ. Ý là cũng là quán tên Mặn Nồng như ở bên quận 7, không bên quận này. Mặn Nồng. Trời ơi, em có sao không em? Có bầm dập này. Úi dồi ôi, sao nó rách hết này? Không, thì các chị ấy cũng bị xé xếp các thứ. Em cũng hơi sợ. Bạn. Thằng Văn chạy từ ngoài, chạy từ trong quán chạy ra. Không sao đâu mấy anh, tụi em giải quyết xong rồi. Con bé này cứ để tụi em đưa vô trong, tụi em băng bó cá nhân cho. Mấy thanh niên cảnh sát vẫn vào hỏi: ông chủ quán thấy mấy thanh niên bảo vệ ở đây thấy ở bên ngoài đánh ghen thế nào, thấy từ trong quán này ra dân nó gọi điện nó báo đánh mấy bả, đánh mấy bả lùi thẳng trong quán luôn anh, tụi em hết hồn, tụi em mới đuổi bả ra được. Thanh niên này bảo vệ quán đấy hả? Em đúng rồi anh, em mới vô hôm nay. Để giải quyết được cái này, Thiện người dẫn đang nói thì Thiện sẽ cần một cái role nào đấy, một cái hành động nào đấy, một kỹ năng nào đấy. Còn kỹ năng nào thì tùy mọi người. Thấy em charm được không anh? Thuyết phục em đi charm. Được. Charm độ
hiệu quả bình thường, độ rủi ro bình thường, trung bình. Ừ, ok. Em là 4 đề 6. Ui dồi ôi, lại critical. Thôi rồi, mấy cái vụ như thế này giải quyết cũng xong rồi. Em bảo là họ sang quán Mặn Nồng quận 7 à? Thế chắc đúng là phải qua nhanh, không lại có sự vụ gì ở đây. Bảo cái thằng lái xe quay sang lấy nhanh lên đi. Bình thường bọn anh cũng phải lấy lời khai các thứ về phường, mệt lắm, nhưng thôi đang có đằng kia nhanh không rồi tự nhiên dần lại gọi bây giờ. Báo cho viên phường lên bên ấy nhanh lên. Đây để em gửi hình coi, nãy em có chụp được hình một bà rồi. Nè anh. Đâu có hình ai. Hình của cái bà nào trong cái nhóm đánh liền á. Bà vợ hay là bà cướp? Cái bà đi theo ơi. Rồi, bà cướp rồi. Cái bà đỡ vừa với kéo vào trong ngõ. Không, bà đi đánh ghen cùng với anh. Cái kiểu bà đi đánh ghen cùng. Rồi. Cái lửa là một bà quân luôn. Hình bà đây nè. Sao cứ nhận đến mấy đoạn nó kỳ cục thì người nhà lại bảo nhỉ? em không biết giải thích thế nào nữa. Còn nhập vai đánh ghen. Con giả vờ đánh ghen. Con giả vờ đó. Nó sai quá. Thôi được rồi. Sau khi nhận hành xong, mấy cảnh sát ó e đi ra. Đấy, cuối cùng cũng phải nhờ tao thôi. Cầm, đường sẽ vào nhà vệ sinh thay đồ. Mình có bộ box kit mà. Mình tay hẳn bộ vest rồi đi cho đẹp. Mày đi đòi nợ mà mặc vest. Sao đẹp mày? Đèn vô chưa kìa? Đèn vô, phủi tay, xong hết rồi, xong rồi. Đây hết gì rồi. Ở đây hết gì rồi. Mày nãy mày vô sớm tầm 3 giây mà mày nói câu này là tao đi rồi. Ok thì mấy anh sẽ mày từ mấy đứa đi sớm thế. Thì con cái bà mà ở trong ngõ kia, bà ấy tỉnh làm sao? Nó tự về anh, nó bị đánh cho bộ chứ nó được đánh đâu. Nó tự biết nó về đi chứ. Mày đưa về tận nhà hả? Ai biết, hay là em mang vào đây rồi một tí anh ra anh khỏi nhà người ta ở đâu, anh đưa người ta về nhá. Mình nó mong quăng xuống trọ. Từ bịt khẩu trang cái biển số xe vào rồi hẵng đi nhá. Ông lẩm bẩm, ông Khánh chủ quán, bao nhiêu việc không chứ gì rất ngoạ mà không bằng vẫn lẩm bẩm khi mà bọn người lấy xe đi. Anh ơi, ai em được cái hơi thính, mình nói ít thôi. Ê, thôi anh không nói gì đâu, bọn em đi bây giờ. Em còn muốn giải quyết công an cho anh nữa đó. Đi. Đèn làm gì không? Em là kiểu em đang suy nghĩ là kiểu nó nhỏ thì chị được nghĩ là với cái xe của ông Văn thì cái chuyện che bản số nó có cần. Đáng suy ngẫm. Không sao. Ta thực sự nghĩ là tại sao ta lại đi cùng bọn mày. Thằng Giang đâu rồi? Thằng Giang có đồ không ta? Thằng Giang đi lấy con dao ra gỡ biển ra luôn. Không cần biển. Mày cứ phi đi một tí là bị hú vào đấy. Cái thằng đèn lần trước nó hú tao vào với tao đi xe không biển ấy. Ủa? Tao tưởng mày đi quá tốc độ chứ. Không cậu, tớ đi dành mà, tớ còn đi quán bộ đâu. Cả hai. Không ai biết. Đèn biết. Thôi thì tao rất vô lại. Rồi, cho mấy thanh niên dân đầu gấu đu xe quen rồi. Gỡ cái biển lật mặt con sau, gắn lại. Biển mới. Biển khác luôn, biển khác. Một số khác. Địa điểm cuối cùng của mọi người trong buổi tối hôm nay, sau khi xử lý cái sự vụ dối lùng tùng beng kia, là bây giờ sang quận 5 đến vào một chuỗi nhà hàng cà ri. Thì đó có bây giờ nãy 15 triệu của hai bà kia đâu, lấy ra ăn đi mày. Thêm tiền lãi hai đứa nữa, bây giờ mình đang 25 chia 3 hơi lẻ nhỉ. Thôi đêm tên tới lấy nốt 5 triệu đi, chia 3, 30 chia 3 cho tròn. Mày phải tính nhiều hơn chứ, lỡ đâu thấy lấy được hơn sao, 15 nữa sao. 15 chia vẫn không tròn các bạn, thôi cũng được. Cứ gọi là ăn trước kìa đã. Mày nhớ trừ tiền nợ của thằng đen nha. Thôi chia đôi, 15 đi chia đôi. Thằng này là không có. Quay đi. Đến cái nhà hàng cà ri này thì gặp ông Tư, chủ của chuỗi nhà hàng. Mọi người đến phi xe
bây giờ cũng khoảng là 11 giờ, nhưng mà cái quán này theo mọi người biết nó cũng mở đến tận nửa đêm cơ. Và đến nơi thì mọi người thấy là đi có vẻ như một cái quán cũng khá nổi, được dân Sài Gòn, trẻ Sài Gòn là cũng hay đi ra đi vào. Phía bên ngoài thì cái cửa trông cũng không to lắm, nhưng mà khi mà đi vào thì có vẻ là không gian quán nó mở ra thêm, thuê được mấy cái không gian đằng sau. Mọi người nói với chỗ Lệ Tân, chỗ mà dọn bàn, hỏi ô chủ tư, với cả hỏi ăn luôn đúng không? Đòi xong bàn này ạ, nhớ đâu đòi xong đã bị phí xong rồi. Rồi, hỏi chủ tư, cái thanh niên ở đấy nói nhỏ, anh chị là bên Mã Lực đúng không ạ? Dạ, vậy thì mời anh chị lên tầng 3, có phòng làm việc của ông Tư. Cũng hiện tại là trong quán hơi bận một tí nên là phiền anh chị đợi chút, đang gần giờ đóng cửa là mọi người ra vào hơi đông. Sau rồi ông Tư sẽ lên tiếp anh chị ngay ạ. Toilet đâu vậy? Xin lỗi, nãy tôi uống hơi nhiều. Ủa, tự dưng Văn nói gì tiện cho ngay lên. Toilet tại đầu vậy? Toilet thì đi vào chỗ đằng bếp đằng sau kia, rẽ trái anh ạ. Ok. Miêu tả video Giáng sinh, bởi thay bộ vest, xe hồng phấn, nguyên bộ com lê hồng phấn. Hồng phấn? Này nó làm gì ạ? Đi theo xe rồi anh. Tầng của hai cái tầng bên dưới của cái quán này đều vẫn khá là đông người ăn uống, mấy nhóm thanh niên cũng ngồi nói chuyện rất là vui vẻ. Lên đến tầng 3 thì cái thanh niên là tiếp tân ở cửa đi cùng chỉ lên, có một cái phạo trông giống như cái gian kiểu văn phòng làm việc hơn. Mở cửa thấy đường thấy là bên trong có một căn phòng làm việc được trang trí cũng khá là đồ gỗ các thứ xịn sò, và có để cạnh một cái đĩa nhạc rất là cổ, kiểu có xong có cái loa to đùng rồi nhạc jazz nhẹ nhẹ. Kinh ha. Quay không quay không? Quay. Để ra vui. Thanh tiếp tân sẽ bảo là mời chị ngồi đây, em sẽ báo ông Tư ngay ạ. Nhanh ha, cũng muộn rồi. Bây giờ vậy trong lúc đường ngồi thì thằng Văn nó sẽ đi lên viết bộ dạng của Mỹ Đường. Mày. Ngọc Đường. À, Ngọc Đường. Mỹ Đường là đứa khác rồi cậu. Nó sẽ ngồi xuống đối diện con Ngọc Đường, nó gác chân lên. Mày bớt chưa? Mày bớt được chưa? Không. Có thằng đen đâu? Có nguyên bộ. Bộ hồng phấn không? Có nguyên bộ hồng phấn. Y chang luôn. Có thằng đen đâu? Nó còn đi dưới á, thì nó lên. Tại sao tao đi bọn mày nhỉ? Không phải, ở đâu cũng vui được như thế đấy. Xong lúc mà đi lên thì cả Văn, cả Đèn cũng ngửi mùi thức ăn thơm phức, cà ri. Đèn lên chưa? Đèn lên chưa? Sao? Coi như là hơi kỹ, rửa tay hơi kỹ đi. Okay. Người học tốt của mày đó, rửa tay hơi lâu. Nếu quen đó. Đi ra thấy một hàng đang xếp bên ngoài đợi đi vệ sinh. Đây là kiểu giặt tay xong rồi đứng xin một cái máy. Vậy xì cái máy xì hơi nó phải khô cơ. Đứng rồi mẹ. Cái hàng đằng sau đứng đợi, nó còn ngó. Mày giơ tay chào kiểu lộ không ấy hàng. Rồi đèn đi lên cũng được chỉ lên chỗ tầng 3, vào thấy hai Ngọc Được hồng phấn áo vest. Hỏi đơn giản thôi, chị hai chị Đường mấy sếp em. Sếp mày kia. Con Ngọc Đường chỉ qua thằng Dân, Dân chỉ ngược lại Ngọc Đường. Lún ấy. Má tao mệt quá. Tao sắp đấm mày rồi đó Văn. Mày ngồi bỏ chân xuống. Thế rồi bỏ cái chân xuống, mở quạt ra. Qua bên đây.
tưởng hai chỉ đường gấp đôi niềm vui. Đường đường. Mày qua bên đây. Mày đứng bên đó hỏi nó đấm mày đấy. Cái giọng thì vẫn là giọng thằng Văn. Ok ok. Nhít Hoàng. Nhìn thử trên xuống dưới có chỗ nào đó kiểu không được phù hợp lắm. Y chang bạn. Y chang. Ok. Dạ sếp. Thôi chàng đỉnh ghê. Trời tao mà. Có phiền đẹp hơn nó nữa. Thì từ từ tôi hỏi thêm cái quá trình hóa trang của các bạn nó như thế nào. Xinh. Thế nó xong nữa. Anh tưởng tượng là tự nhiên giả bộ có ông nào đó, ông đang đi toilet, xong cái ổng thấy một cái bà đi từ cái toilet Việt Nam ra. Em sắp đấm rồi, đấm rồi. Nam nữ bình đẳng, giờ toilet nào cũng là toilet. Mày nói vậy á? Không. Không, nghĩa là nếu mà cái ông khách ở dưới thì nó sẽ trả lời như vậy. Còn mày thì đâu biết. Mọi người đều đang ngồi trong cái sofa khá là êm ở trong cái phòng này. Thì thấy đằng trước là cũng có cái bàn giấy được để gọn gàng sắp xếp. Trên đấy có một cái biết cái mấy cái con lắc không? Được nó như này. Dao động nhé. Dao động rồi. Mày lắc lắc rồi mày đói nữa vậy. Tiếp tục ngồi. Vẫn chưa thấy ai đến. Gọi điện hay không? Ta nói được rồi. Gọi điện ai? Gọi ông Tư anh. Gọi Tư. Dùng một hồi chưa thấy ngay mày. Giang lấy điện thoại ra gọi anh Bính. Sao mày mắc xếp nhanh mày? Alo. Ôi sao đấy em? Đi ông Tư đi đâu đi không? Đòi được hai nhà rồi. Ông Tư đến ông Tư ông sủi đâu mất tiêu rồi. Con đường nó gọi ông không được rồi nè. Thế à? Ông Tư à? Cái ông ở quán Cari quận 5 đó. Đúng rồi, ông nè. Ông Tư Cari. Ừ, ông Tư Cari đó. Chắc là mới làm việc ông ấy chưa biết phong cách của mình lắm. Nói chung là bọn này bọn bay đi mấy nhà cũng biết rồi, có thể là chả muộn, lời ra lời vào kệ nó, cứ nói chuyện vừa đấm vừa xoa rồi đúng tiền về cho băng mình là được. Nếu bọn đó làm căng quá thì lượng sức thôi. Có gì thì cứ về bảo bọn anh lo. Cái mấy cái quận này của mình không nhây lâu được đâu mà. Ok, để em nói tụi nhân viên đi cho nó nhanh chứ đợi ổng ra chắc tê tết. Mày đi kiếm nhân viên tìm. Mày nói đi. Có thể kiếm một thằng tiếp tân thì vẫn đưa mình lên không anh? Nhưng mà mở cửa ra. Hiện tại cái thằng đấy có vẻ là nó lại xuống lại rồi. Nhưng mà xuống thấy mấy người phục vụ bàn chạy lên chạy xuống. Quán bây giờ cũng phần nào vơi bớt đi rồi. Dọn bàn dọn đĩa. Chị ơi. Em gái đấy bảo ông Tư em cũng không rõ là ông Tư không ý thấy là hôm nay tối nay đi đâu về. Bọn em thì vẫn cứ làm việc như bình thường nữa. Chị có cần anh chị bên trên này có cần đồ ăn thức uống gì không? Bọn em phục vụ chắc miễn phí không này. Bọn tao cần ông Tư, và nếu ông Tư đi từ đầu thì sao mày không nói từ đầu? Mà nó cười hiền. Chắc là có việc gấp gì đấy ạ. Mấy việc làm ăn mà chị. Em xin phép thế, có cái món đặc biệt của quán bọn em. Cái gì bảo nhà bếp làm nóng cho ạ. Mình suy nghĩ một lúc. Thôi, cứ đẩy lên đi. Nếu mà có số điện thoại riêng nào của chủ nhà bây ấy, thì bọn sẽ đợi tầm 30 phút nữa. Đến hạn rồi, đừng lùi hạn. Được cái bên mã lực đúng giờ, đúng hạn, đúng hẹn. Mình lùi đi là mình không yên lòng nhau ấy. Nó không hay ha, mình còn làm việc với nhau lâu dài. Dạ. Mở, cố lên chị. Lên nhanh ha. Dạ vâng ạ, vâng. Em bảo ở nhà bếp ngay ạ. Sẽ để xem lộ trình tối nay ông Tư nào. Mình bảo mọi người 30 phút nữa bây ơi. 30 phút nữa không có thì ăn xong xuống làm tí trò vui vui đi bà thôi. Dạ. Thế lại tao lại có trò phá nữa rồi à. Thế là kiểu em thế là trong cái thời gian chờ thì thằng điện nó sẽ tán lấy gì đó được, trong cái phòng nó sẽ quậy được cái con lắc, nó kiểu tìm cho cái điện nó dọc. Thì trong cái kit của em có một cái gọi là a single useful clue, không biết là cái đó có dùng được. A single useful clue, em muốn cho cái đấy là cái gì? Em không biết. Ủa, em muốn biết gì? Em phá mà thầy không biết. Em về ông Tứ anh, về thầy ấy là kiểu cái có kiểu như là có cái
cái gọi là cái clue gì về cái chuyện ông Tư ông đi đâu hay là tại sao ông không có. Lăn cho anh học một cái D6, cái này gọi là luck check. Vẫn bao nhiêu thì vẫn sẽ có thông tin, chỉ xem nhiều ít thôi. Ok, em thấy biết được cái quán này là quán cũng khá mới, được bọn các bạn trẻ hay qua lại và hay đăng lên social media. Về ông Tư này thì cũng được nói là một cái khởi nghiệp hay gì đấy cũng khá là năng động, dù là ông ấy cũng trung tuổi hơn rồi. Họ làm vài dãy hàng, có quán cà ri này, như là có cả quán cà ri ở quận quận khác nữa. Mày lục được cái gì chưa? Mày đứng ở đó nãy giờ rồi đó. Đúng rồi, sếp có một kiểu em về ngày cũ không? Hồi đó em có quen một ông tên là Phó Kỳ Anh. Giờ là không mấy á. Quay lâu nào cơ? Phó Kỳ Anh. Cái ông ổ khóa nào cũng mở được. Anh Thiện Tùng một Santicon. Cái ông đó là cái ông đó là ổ khóa nào cũng mở được hết á. Ừ, ông mở mọi ổ khóa ấy. Ông có đi thi chương trình gì luôn á. Thi chương trình ổ khóa luôn, ông mở được thật. Ông mở được. Đâu, mày muốn làm gì mày gọi ông đi. Trong bây khoảng giờ thời gian này thì mọi người đã có thức ăn lên rồi nhá. Mày gọi đi, tụi tao ăn. Tụi tao chừa cho mày. Ý là kiểu em thinker check được. Kiểu lục tủ hay là cái gì đó. Xem đồ tài liệu của ông này. Ok, em muốn dùng khả năng gì? Thinker. Ok, được. Em cái này study. Em muốn đứng bên cạnh đọc giải thích cho nó hiểu những chỗ nó không hiểu. Rồi, ok. Cái study này độ hiệu quả hơi ít nhưng mà cũng không rủi ro. Ở đây mọi người đang ở phòng một mình, lần study trước đây. Em nói là nha, kiểu ở trong đó thì ông sẽ kiểu giấy tờ rồi ông sẽ khóa lại đúng không? Thì ý các em muốn nói là em sẽ kiểu mỏng đó. Còn cái chuyện mà tài liệu thì em có thể để cho lại cho chị được này. Không sao, nói chung là cứ cho cái này là một cái check nó bao trùm tất cả cũng được, không phải nhất thiết là chia nhỏ. Thì cứ cả hai cái study và rồi tinker, cứ cho đường trước đi. Cái này bao trùm tất cả mọi việc là mở khóa, ngăn kéo rồi đọc tài liệu. Không có hậu quả gì nặng nề ở đây cả, nhưng mà có vẻ là cũng không giúp được cho đèn mấy. Thế là nếu mà roll cái này có add được không? Không giúp được, nên là không thêm được D6. Nếu mà tự muốn effort bản thân để đẩy nó lên thêm một D6 thì được. Nếu mà còn mà hình như còn một. Còn mà. Mọi người xem có mấy cái, nếu mà ai exhausted, từ đâu xem có ai exhausted nghĩa là hết sạch effort, thì có một số người có hiệu ứng gì đấy. Em đang kiếm cách để em hết cái đống đó được nè. Em được cộng 1D. Em cũng đang đợi mọi người hết này. Em được cộng 1D vô trong cái sinh nào. Ok, và thế thì là cứ lăn tinker đi em. Nếu em muốn dùng effort thì thêm 1D6. Ý là cái roll này kiểu là em tự roll. Cứ lăn. Rồi, đầu tiên là tinker này. Em có 3 chấm đúng không? Thì là 3D6. Nếu mà em muốn dùng effort thì lên được 4D6. Ok, em độ rủi ro ít và độ hiệu quả trung bình. Xui sao nhỉ? Vẫn có 4 là vẫn có thành công. Nhưng mà 4 với 5 thì 6 thì là thành công hoàn toàn, 4 với 5 là thành công nhưng mà vẫn có một cái side effect có thể là mình không mong muốn. Thấy là cái chỗ ổ khóa mà em mở là có mấy khá nhiều vết chảy xước và nhưng mà vẫn mở được. Khi mở ra xong thì xem tài liệu cũng có học được xem rút, chủ yếu là tài liệu về mua ra bán vào đồ ăn thế này đồ ăn kia. Mọi người cái đầu tiên mọi người chú ý là ông này có vẫn làm ăn có lãi, không bị thua lỗ gì cả. Xong rồi xem mấy cái giấy tờ khác, lục ngăn kéo khác, mọi người có thấy giấy tờ gì đấy điều tra từ bộ công an quận. Nhìn xem đèn. Em nghĩ là ông này ổng có máu cá độ rồi người vậy. Thằng Văn đang ăn à, là sao? Đọc to cái giấy đây sao nào? Ăn nốt em. Có thật với mực lãnh đạo. Đến là trong cái giấy tờ này nói về một cái công cuộc điều tra về thuế má gì đấy, trốn thuế. Mà khoảng lúc này mọi người nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Đóng cửa tủ rồi lại đây ăn chung lại lên. Chặn cửa. Kiểu đứng tìm rồi kiểu
Dội, xếp nhét vô lại, đóng cửa lại. Nghe tiếng kiểu... Rồi cứ tiếp đi, cứ miêu tả luôn đi. Có thể như à, ok, hết rồi. Xếp lại, xong rồi ngồi xuống. Ngon quá. Đừng có đi vòng vòng quanh phòng, ra cái điện thoại. Coi như tăng mới dễ, tăng mới dễ. Thằng Văn thì vẫn đang ngồi, vẫn đang ăn. Không, thằng Đen thì nó sẽ bắt đầu chảy mồ hôi. Cà ri nóng quá. Ngồi rung rồi. Nghe thấy tiếng ở bên kia cửa có giọng hơi ồm ồm một tí. Mấy cái thanh niên từ Mã Lực đến rồi. Rồi, cảm ơn cháu. Xuống dọn nốt các thứ đi. Có gì chú có cần gì cần chú ơi cháu. Thấy tiếng mở cửa. Chào các anh chị bên Mã Lực. Anh nói thế, cháu ngại quá. Chú nói thế, bọn cháu ngại quá. Tầm này có anh thấy ông ta 40 tuổi, 20 tuổi của anh. Nói chung là cháu cũng có một tí lấm chấm bạc rồi. Ông này thì đi vào, trên người cũng mặc bộ vest. Thế rất là xin lỗi mọi người. Hôm nay là có việc, cũng có thể mọi người biết hoặc chưa. Tôi có một vài dây chuyền cà ri nữa ở quận khác. Thôi, không nói quá nhiều về những cái vấn đề không liên quan nữa. Okay, đến đây hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Nhắc lại tôi coi. Đây này. Dạ, bọn cháu cũng đợi hơi lâu. Bọn em ngồi đây nãy giờ được tiếng rồi. Đáng nhẽ trong một tiếng này em phải đi thêm vài cơ sở nữa. Nhưng mà anh thương tình, bọn em cũng toàn người làm công ăn lương cả. Anh đẩy cho đến 25 cũng yêu đầu. Con em nói đúng á. 25 là được. Tại với mày như nhau. Thế kiểu là chị em là chị bằng. Ok, rồi. Vậy thì thấy mọi người đợi lâu vậy, thầy cũng nhân viện bảo là 30-45 phút nhỉ. Thôi được rồi, thêm 5 nữa. Thế thì tôi hiện tại có chuẩn bị sẵn 20 thôi, hỏi lại confirm nữa. Chắc là phải thêm 5 nữa thì để xuống tầng. Mọi người cứ đi theo tôi. Cứ đồ ăn bát đũa, thế mà mọi người ok rồi thì cứ để đấy, lát nữa tôi gọi người lên dọn, không để đâu. Cái gì xử lý nhỉ? Tối nay mọi người còn phải nghỉ ngơi. Dạ vâng. Đèn, thằng Đèn nó mới cầm cái đũa lên, mới cầm đôi đũa. Đây là những gì thằng Văn làm. Tôi sẽ lấy cái quạt nó gõ lên tay thằng Đèn. Đi xuống. Hôm nay mày không theo tao là mày sai rồi. Thanh niên này làm gì mồ hôi mồ kê nhĩ nhại đấy. Cà ri nóng quá. Nó ăn cay thì không được chúng. Không quen cay mấy. Nếu quán lúc mà gọi có gọi độ cay từ 1 đến 10 ở đây, nhưng mà có thể là các bạn mang lên đây không biết. Ủa sao có hai chị em sinh đôi cùng vào? Bạn đâu quá được à? Em sinh đôi. Vâng. Đừng không được cái đồ nghiến răng ấy. Kiểu mẹ cha mày. Này, em là chị, nó là em. Sao thân nghe giọng nói chị em này đang cảm nên là giọng hơi ầm ầm, đang không cảm. Mấy hôm nay em hát hơi nhiều, nhậu hơi nhiều, giọng hơi xuống, anh thông cảm. Thôi đấy, ông cứ cũng nói chuyện bâng quơ, rồi đi xuống vào chỗ bếp, ông mở cửa. Đây, rồi, đây chỗ tôi lấy tiền, mời mọi người. Và mọi người đi vào cửa đấy, thấy gió thổi mát rượi. Khi mà nhìn quanh thì thấy đây là cái ngõ bên cạnh của cái quán. Và vừa mới bước ra cửa, có nào, cho giờ ai cũng được, cho đèn đi. Đèn liếc qua, nhìn thấy một cái đuôi của cái xe cảnh sát phường. I have a... đầu ngõ. Em đã có sự chuẩn bị cho tình huống này. Rồi, đã. Ok. Anh cứ để anh miêu tả. Ok. Xong rồi mọi người có thể hành động. Thấy đuôi của cảnh sát phường và vừa mới ngó đây thế xong thì bắt đầu ở hai bên ở cái cửa mọi người bước ra ấy có nhô ra vài người. Xong rồi ông từ đường thì tả rất phù hợp. Ông Tư khuếch nốt người còn chưa đi qua cửa, tạm thời cho là Văn nhá. Cái vẫn có thể react sau. Bây giờ anh vẫn miêu tả cái cảnh khuếch nốt Văn qua cửa, xong rồi ông cố gắng đóng sập cửa lại. Bảo, đấy bọn nó đấy. Ê, cái anh giải quyết đi. Và bên ngoài thấy có
bốn anh cũng phải mặc đồ cảnh sát ra. Đại thì một anh là để tay ở chỗ hông, lưng, còn một anh khác thì cầm cái dùi cui điện. Rồi, mời mọi người. Đấy là tình huống đang diễn ra. Tên Pi. Sau khi từ chỗ quán karaoke sang thì em sẽ gọi điện về gang cho mấy anh em đến đổi hộ mấy cái xe đi. Em đéo tin tưởng việc mấy cái xe đi giữa đường như này mà không bị phát hiện. Em sẽ đổi mấy cái xe đi, những cái xe khác đến đây. Mấy cái xe mô tô của bọn em ấy hả? Đúng vậy. Okay. Em sẽ cho người kiểu đổi xe đi, tức là một người nào đó đến cái nhà hàng Cari đấy xong cầm cái xe đấy đi về, đi một cái xe khác đến. Đến cháo xe đúng không? Vậy chú của tôi hãy cái ghi của em á, trong cái ghi của em nó có một cái dòng nó ghi là a useful crack in the wall a door. Mình nghĩ nó có cái tác dụng gì? A useful gì cơ? Crack, useful crack on the wall a door. Trên tường thấy có vết nứt. Hoặc là có cái lỗ ở cửa thì có thể là đèn nhìn qua thấy mấy cảnh sát đứng ngoài, nhưng mà kiểu mọi người vẫn thấy được mà đúng không, hay là kiểu qua rồi mới thấy không? Đấy là cái tình huống đang xảy ra, mọi người hoàn toàn có thể retcon lại khoảng vài giây cũng được, có thể nhìn thấy từ trước khi mở cửa hoặc là có cái có cái hé trên cái cửa sổ đóng rất kín nhìn thấy. Có thể retcon lại trước khi đi qua cửa thì đã thấy rồi. Cũng ui trời ơi, cũng để làm cái gì, cũng để làm cái gì. Giờ thì chúng ta phản ứng lại trước khi ra cửa, đứng bấm gọi cho anh Lính lại. Đây bảo con vậy hãy để thằng Giang, thằng Giang nó lúc mà nó bị đẩy ra nó sẽ hơi, nó hơi bị chúi người về phía trước. Lúc mà thấy cái anh công an nó nói mấy anh, ông bán vé cho, ông bán vé ca nhạc tụi em xong cái ông đủ tụi em ra đóng chứng hết tiền, không biết giấy giả giấy thiệt nữa. Tại trong đống đồ của em có tích có thẻ đọc được xu tua xu ok. Anh sẽ cho thế này, với kinh nghiệm làm gang khá lâu của Văn chạy tình huống đấy trong đầu và thấy là nó không hợp lý lắm, cái độ hiệu quả này nó cực kém. Thế vậy thì em có thể dùng hành động Excel để trong cái lúc mà kia tôi cũng có một bây giờ là những thứ, tại vì mình có một chút record nên là anh sẽ nói những thứ đã xảy ra nhé. Đường là gọi, có gọi trước nhưng mà có vẻ là bọn đang dọn cái chỗ tiệc tùng kia chưa qua kịp. Đèn may mắn nhìn được qua cửa sổ thấy có các anh công an lấp ló. Hiện tại là mọi người chuẩn bị bước qua cái cửa đấy. Ông Tư đang mở cửa đứng sang một bên giữ cửa cho mọi người. Ai muốn làm kỹ năng gì? Hoặc là mọi... Thế nào nhỉ? Anh sẽ nói qua một chút lại về luật game. Nếu mà mọi người có đủ tài nguyên để làm mọi người đều có thể tự cá nhân làm một cái gì đấy. Và anh sẽ nói là hiệu quả hay không hiệu quả trước khi mọi người làm. Đây là cái hay của game này, là mọi người hoàn toàn có thể suy nghĩ lại muốn làm cái gì, tại vì các nhân vật đều biết trong cái thế giới đấy là một hành động như thế này sẽ có hiệu quả hay không. Và tiếp theo là mọi người có thể làm hành động nhóm. Để làm hành động nhóm thì người dẫn đầu sẽ phải dùng high effort, nhưng mà chỉ mỗi người dẫn đầu lăn thôi, có thể là lăn một cái kỹ năng nào phù hợp của mình, thường là sẽ chọn kỹ năng giỏi nhất và độ hiệu quả khi mà làm việc nhóm sẽ tăng hơn. Để suy nghĩ cho thằng em muốn là khi mà có một cái người đứng ra là leader cho một cái nhóm á, thì những người còn lại có được consider là ép người trưởng nhóm không? Không. Chỉ nó chỉ tốt trong trường hợp mà người trưởng nhóm có một kỹ năng gì đấy cực kỳ cao và để mỗi người đấy lăn thôi. Đúng vậy. Những người khác vẫn có thể dùng hỗ trợ như bình thường. Cơ chế như bình thường. Em có 4 jam nhưng em chỉ còn 1 effort thôi. Không thì thế này. Tại vì nếu mà cái tình huống này nó cảm giác là cả về ngoài đời thật nó cũng hơi căng thẳng thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 2-3 phút. Đường hiện tại cũng không có ở đây. Mọi okay. người hoàn toàn có thể suy nghĩ cách tiếp cận tình huống này. Ok, để chúng đi toilet. Ừ. Đường bảo vắng 5 phút thì mình 5 phút đợi đường vào lại. Hiện tại đường bọn mình vẫn đang giải lao một chút. Ok. Nói chung là vì là trong cái tình huống là trong game nó cũng đang khá là căng thẳng thì mình cứ kiểu take a step back ở ngoài đời. Có thể là bàn tán hoặc là cũng có thể cứ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Cái tình huống đấy thì nhìn chung là nó vẫn cực kỳ khó cho mọi người.
mà khi mà chơi game thì mình cứ tìm cái hướng giải quyết nào là câu chuyện nó vui nhất có thể thôi, không nhất thiết là quá phải identify cùng với nhân vật. Em nó gửi về, em chỉ mới đóng cửa. Ok. Chết rồi, tầm này mà mấy ông công an không lại, ông lục người cái có con dao là đi đấy. Ừ, và mới nhớ nhà đường có con mèo là đen. À. Dạ, ta cũng có con. Mèo đen. Con sạc nước rồi. Không, con đập cái chai nước vào răng tao. Đau quá. Đau. Mẹ ơi ta. Sữa gạo mới kiểu cái bài này mà. Vâng, đừng nghĩ sai rồi chị. Em xô ông đó lên người thay chị được. Được. À, anh sẽ, mọi người cứ kiểu có thể nghĩ tiếp. Anh sẽ đi qua một vòng về các cái cơ chế của game, xem các cái khả năng second win của mọi người hoặc là special ability mà có hồi được gì không. Tại vì ngay như Nuni kia, anh thấy cái second win của em là đạt được rồi đấy. Bạn hồi lại tất cả effort khi mà hành động của bạn khiến mọi người đi vào một vấn đề với ai đó có cấp cao. Anh cho rằng cái đoạn mà cảnh sát đến vì mọi người làm trò đánh ghen là phù hợp cho cái đấy rồi. Wow, mọi người đấy. Lấy lại được 3 rồi. Phone where a teammate becomes exhausted or break. Đường thì chưa được. Còn của đèn, you can order for when someone helps you. Chưa. Em có thể tưởng một lần em kéo ông ra, kéo ông Tư ra xong. Cái lúc mà kéo ra thì em đóng cửa lại, em sẽ sell. Cái tưởng thứ hai là em sẽ làm sao đó em lòn ra làm sao ông Tư em thấy ông xô ngã lên người hay chị đường cũng để sell luôn. Được, được. Để tao diễn cho. Tưởng nào không? Cái thứ hai, để tao diễn cho. Không, bây giờ đường đang suy đoán với một người không trong người chơi, tại sao trong người chơi thì nó cũng sẽ nghĩ như thế. Nó đang đoán là đống công an này là từ bên quán hát qua. Tại vì mình đã đứng nhau ở quán hát và từ đoạn hàng quán hát đi thì mình lộ dấu vết rất nhiều. Nên là dù bây giờ có làm gì đi nữa thì không thể đẩy tội lên cho ông Tư được. Bọn này chỉ đến làm việc với ông Tư để tìm mình thôi. Nên bây giờ cái cách, cái lựa chọn của đường đang là đạp mẹ ông Tư qua một bên rồi đóng cửa vô khủ trong quán. Để anh em tới rồi về. Quan trọng là bao giờ anh em mới tới? À, cái này không biết. Mày liệu được bao lâu? Anh có điều tra quán của ông. Có cái tài liệu ông công an phụ điều tra nữa thì có thể là lên cầm cái đấy để khéo ông Tư luôn được. Ông Tư ra nói là nhầm người rồi. Vì nãy đường có ai đọc chưa? Nãy có ai đọc cho thằng Văn nghe chưa? Văn đọc rồi. À không, đèn đọc rồi, đèn đọc cho tất cả mọi người nghe rồi. Đấy thì có thể là cố thủ xong rồi. Thank you. Nếu nhưng mà đạp ổng ra thì cảm giác thấy nó hơi, bởi vì dù sao cái đó cũng là quán quả kiểu đạp ổng ra, cảm giác nó kiểu không đạp ra ngoài, đạp ổng sang một bên đóng lại cửa. Đạp ổng sang một bên á, hoặc là đạp ổng văng vô trong rồi đóng cửa lại thôi. Thế là tranh mở lại là coi là cái cửa nó mở ra chưa? Đang mở. Cửa ông đang giữ cửa đợi mọi người đi qua. Ông mở sẵn rồi. Mọi người thì có đèn nhìn qua được cái khe cửa sổ bên ngoài, có vẻ có hai trong đồ công an đang núp một bên. Mọi người thì có thể là đèn sẽ đã ông qua lại cửa luôn để gọi cứu viện thôi. Nhưng mà giờ đèn thấy chứ thì đèn sẽ đẩy ông sang một bên, xong đóng cửa báo cho Văn với lại đường biết. Xong rồi lúc đấy thì đứng đe dọa ổng là ông đứng mất dạy, tôi biết thử ông đang bị điều tra. Thứ đi dọn thì tại sao? Nhưng mà cái phần đầu á, em miêu tả lại. Đầu tiên á là sẽ ra hiệu cho đường cái mối nguy hiểm có ở ngoài cửa, kiểu ra hiệu, và sau đó thì cùng lúc ra hiệu thì em sẽ ông Tư qua một bên và đóng cửa lại. Ba hành động đó em sẽ sử dụng Excel. Cái chuỗi hành động mà em sử dụng Excel được không? Excel thể hiện sự khéo léo, được. Độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro thấp. Làm đi. Không hỗ trợ được gì, xin lỗi. Không, cái này hơi điêu nhỉ. Độ rủi ro trung bình cũng hơi căng tí. Có thể nào là em thì cái việc hỗ trợ ấy, nếu mà không nhất thiết liên quan đến việc lăn cái gì thì mọi người có thể là mô tả qua rồi dùng một effort là hỗ trợ được. Thế thì em muốn, vì em có xe xong mà em sẽ nghe được tiếng xì xầm chẳng hạn, hoặc là biết gì đấy chẳng hạn. Thế là kiểu em nói lại nha, kiểu cái lúc mà em ra hiệu cho chị Đường thì có thể lúc đó là chị Đường đã kiểu ý thức được là có một cái gì đó không đúng rồi, thì lúc đó anh chị có thể phản ứng lại. Không sao, bọn bay trong gang, bọn bay có dấu tín hiệu phím nhau.
bàn trước rồi. Ok, thì sẽ cho kết một cái này, mất một effort để cho nó hỗ trợ này. Ừ, rồi. Văn thế thì lăn Excel, có thể tự đẩy thêm một D6 bằng một effort của bản thân nữa. Hiện tại có một D6 của đường rồi. Bây giờ, theo của em là 2, D6 của đường là 1, em tự bỏ một effort nữa là 4. Ừ, 4 D6. Lucky gặp newbie nào, bà lý. Ui rồi, 2 sọ. Yes. Rồi, critical success. Cho mọi người, à, cho em miêu tả cool ngầu, nó chính xác như những gì em tưởng tượng và không có hậu quả gì. Rồi, như... Từ từ nha, cái sai của ba đứa mình là gì? Là đi cái xe to đùng đấy, quán này mà không giấu cái xe đấy đi. Kiểu giống như là kiểu, chẳng lẽ là kiểu em nháy mắt, kiểu nháy nháy mắt. Sai. Sai nhiều lắm em ơi, sai nhiều lắm. Nhiều lắm. Hèn sai thì nhiều lắm. Hay là kiểu lắc mắt. Ê, bố ạ, đúng không? Là kiểu mọi người sẽ bắt đầu đi chậm lại nha. Đi chậm lại thì theo nhiều của em thì tới trước khi mà bước ra tới đầu cửa thì em sẽ phóng lên trước sang chỗ ông Tư đứng, thì mọi người sẽ giữ cái khoảng cách trước khi mà đứng trước cái cửa. Trong cái lúc mà em phóng sang thì em sẽ tiện tay em kéo cái cửa em đóng lại, đẩy ông Tư nằm xuống, đẩy ông Tư dịch sang và cửa sập lại. Ông Tư bất ngờ ngã huỵch xuống về đằng sau. Cho em nói xong, cái là kiểu cái special ability của em thì để cho chị Đường hồi lại một effort. Hồi lại gì? Effort á? Một effort đúng rồi. Ta đang dùng hết effort đi, tao hết effort thì tất cả mọi người đều được hồi effort. Không ngại cho tao hồi. Rồi. Thế thì không dùng cũng được. Thôi rồi, thôi đi rồi. Ngồi con đầy nữa. Vậy Đường hồi một effort. Cái khả năng đặc biệt này của đèn dùng được một lần trong buổi. Có nghĩa là nhìn chung là cái effort vừa rồi không tốn, giúp vừa rồi không tốn. Còn miêu tả gì không em? Để anh miêu tả nốt cảnh. Ok. Vậy sau khi mà bước ra, chuẩn bị bước ra khỏi cửa, mà đèn đã nhìn thấy ở bên ngoài của mấy anh công an đứng núp ở bên ngoài, trong ngõ bên ngoài, nên lập tức đẩy ông Tư sang một bên và sập cánh cửa lại. Ông Tư ngã huỵch về phía sau và bất ngờ bên ngoài mọi người nghe có một số cái tiếng xì xào gì đấy. Sao đây? Ông Tư sao á? Nghe tiếng nói khá bé. Anh Văn giải giọng được không? Không giải được, không giải được. Anh đi ông Tư đi. Ấy kiểu mày bịt mồm, mày bịt mồm bóng lại cho tao, mày bịt mồm bóng lại cho tao. Anh cải trang được thành ông Tư không? Được, để đó cho tao, để đó cho tao. Lột đồ mà. Ông nằm yên ở đây. Đường sẽ đi khóa các cửa chính. Không ai có tầng được này, tao ngoài tao. Kéo hết cửa sổ lại. Kéo hết cửa sổ lại. Xong nếu mà thằng Văn nó cải trang xong, nó sẽ mở cửa hé hé đi ra, xong nó đóng cái cửa lại. Không có gì đâu mấy anh ơi, tụi nhầm người mà, tụi tưởng là tụi kia nó đến. Ai đang giữ ông Tư? Đèn. Bịt miệng đúng không? À, lôi vào trong đúng không? Nói chung là rất cẩn thận đúng không? Anh cần một cái confirm thôi. Nói chung là bịt miệng lôi vào trong rất cẩn thận. Đúng không Đèn? Để đâu mà mấy ông nhân viên cũng... Trong bếp, ở đâu cũng được. Ok. Thế thì ông Tư thật sẽ không có mặt trong cuộc nói chuyện này. Rồi, mời Văn, ông Tư giả. Nhầm người à? Nhầm người thôi, tôi nhầm người. Tôi tưởng tụi bên kia nó qua. Đó là khách hàng của tôi. Không phải cái bọn đầu gấu gì đấy đến đòi tiền không à? Không, hồi nãy tôi đi lên thì tôi nghe tụi nhân viên nó bảo là có 3-4 cái đứa nào tới. Đi lên tới nơi ai ngờ là mấy ông khách chuẩn bị cho mấy chuyến cà ri mới đó mà đang đặt cho bạn, cho đặt tiệc đấy. Thế á? Thế mà sao ông vừa mở cửa ra lại đóng dầm vào cái? Tôi tưởng có cái gì? Nhân viên đó, tự nhiên đang chuẩn bị mở cửa ra, tụi nhân viên nó la bài hái ở trong, tôi hết hồn rồi. Nó lạ thế nhỉ? Chứ tưởng chắc kèo rồi ông bảo bọn tôi đến đây bắt túm gọn bọn nó. Tôi cũng tưởng là tụi nó tới, tụi nhân viên báo như vậy thì tôi mới báo mấy anh đó. Ai mà tụi nhân viên báo bậy đâu. Rồi, Nun đi, cho Thiện một cái lăn, tổ lái ra kỹ năng nào thì tùy. Tầm này chỉ có thuyết phục thì anh thêm hết rồi. Rồi, thuyết phục đi em.
hiệu quả qua cái cách mà vừa nói rồi, hiệu quả cao nhưng mà hậu quả nếu mà fail cũng cao. Hỗ trợ không có cách nào hỗ trợ bên trong ra cả nữa. Không sao, để được được rồi, em dùng một effort của em. Ấy là kiểu đi đường có thể nói trong ra kiểu giả làm nhân viên á, kiểu ông chủ ơi BC DS được đúng không? Em sẽ giả vào kiểu ngó trong cửa sổ ra mà không ngó cả mặt đi, đeo khẩu trang ngó ra. Sếp ơi, con nhầm xe đấy, bọn nào đỗ đấy, chứ chủ xe đấy không vào nhà hàng mình, con nhầm. Đấy, mấy anh thấy chưa? Ủa, chuyện gì có làm hết thì lại ra được 6/6. Để em cho một hép nữa. Rồi. Em hết, chưa hết. 6/6 đúng không? Ok, em 4, em dùng effort của em là 5. Cô đường người 1 là 6. Chưa, hồi nãy được hồi rồi. Được, thích quá. Ui dồi. Toàn những con người chưa nói chuyện. Chú ơi, chú mấy cái việc này bọn cháu có phải là ở phường có phải chơi đâu, sao chú gọi cái nào chắc kèo lên gì mà, nửa đêm nửa hôm mấy anh em bọn cháu ở xa đây núp các kiểu. Thôi cho tôi xin lỗi, đợt sau mấy anh qua đi tôi bao mấy, tôi đi thanh toán cho mấy món tôi bù cho. Thanh toán cái gì, chú còn đang bị bộ điều tra mấy cái thuế má gì kìa. Ôi, có chả hiểu sao bác cảnh sát trưởng tưởng chắc kèo bắt được cái bọn đầu gấu gì với cho chú cơ hội. Tôi cũng tưởng là tụi nó tới rồi, tôi hỏi mấy đứa nhân viên xác nhận kỹ vô đó, cái con hồi nãy nó mới nói đó, nó nói là chắc chắn là tụi nó chú. Tôi đi về thì ai ngờ là mấy anh nó bên mấy cái phòng kinh doanh mấy anh qua bên đặc biệt đó. Rồi mấy cái việc kinh doanh của các chú làm việc đêm làm việc hôm. Rồi thế thì bọn cháu về nhá. Xin lỗi với cậu nhá. Thằng Văn sẽ đợi cho cảnh sát đi nó mới đi vô lại. Mấy anh cảnh sát bắt đầu dắt lại đồ vào thắt lưng tắt rồi cúi điện đi ra phía đầu ngõ, cái xe nổ tùng đi. Nó mở cửa ra đóng cửa lại, dòm ngó xung quanh, mẹ nó đi hết rồi. Thằng già đó đâu rồi? Đây, mày lôi thằng già cho tao đi. Mày lôi ra đây cho tao. Bình tĩnh cậu, có những vấn đề nên để người lớn đến các bạn. Mình nhét nó một góc đi, buộc kỹ kỹ. Hình như trong bếp có giả lau bàn. Đây, để thằng đẹp nó sẽ lấy cái giả lau bàn nó đi, nó đặt xuống bếp nó lau từ trên xuống dưới. Tới chỗ từ há tới mồm rồi giết chưa. Hiện tại trong quán cũng còn một vài nhân viên đang dọn thì mọi người xử lý như thế nào? Hỏi cách xử lý mọi người. Thằng Văn nó sẽ lấy điện thoại của ông Tư ra, Face ID nào, mở điện thoại ID. Nhắn nhân viên mời khách về sớm, hôm nay quán đóng cửa sớm nha mấy đứa, chú hơi mệt. Không thể cãi. Giọng chú lạ lạ, chắc là đang cảm chú. Nhắn tin. Chú không sao, để vòi cũng được. Nãy chú mới uống nên còn hơi đau họng một xíu. Thế còn mấy anh chị bên trên cần dọn đồ gì không ạ? Không cần đâu, để đó sẽ có người dọn cho. Tôi chú tự đi làm cho. Mấy đứa đi về đi. Dạ, ok ạ. Vậy chú bỏ dạo mạnh giỏi nhá. Tôi bây giờ cẩn thận nha, khuya rồi. Dạ, bọn dần dần về hết, khách cũng về hết, nhân viên về. Gọi Bính, sếp ơi. Sao em? Ra từ cà ri mất dạy quá chú ơi. Sếp ơi, nó vừa báo cảnh sát bắt mình không? Ok, thế à? Vâng, nó đang trốn thuế nữa sếp. Mình có nên làm việc tiếp bên này không hay mình đấm bỏ mẹ luôn sếp? Vậy, rồi cái thằng này gang mình mới làm việc xong với bên quận 5 mà chưa gì đã gặp trục trặc này rồi. Rồi để anh nghĩ là hiện tại cứ đấm nó một trận đã, nhưng mà đừng có gây thương tích lâu dài. Thằng này là làm ăn cũng giàu phết đấy, có gì gang mình còn moi, anh sẽ báo với anh em là ra, anh sẽ báo với chú Phong xem là công việc làm ăn ở quận 5 như thế nào. Dằn mặt ông ấy xong rồi ra đập mấy cái bàn cái ghế cho chừa đi. Ok, sẽ bày. Cả dằn mặt nào nó không dám gọi là công an nữa nhá. Rồi sếp yên tâm, để em làm được. Tất tay sếp nha. Có cần anh qua không?
Xe qua được thì tốt, hộ bọn em ít xe phát hai cái xe bọn em bị cảnh sát đẩy ra. Giờ phi ngoài đường thôi khổ. Thế nhỏ. Nó thẳng thắn nó đổi cái xe đi, không đổi. Dạ sao, khó lắm mới làm được kích nữa. Rồi, thế thì anh bảo mấy thằng mang mấy cái xe undercover, mang mấy xe thường thường qua. Mình đón. Mình để xe vào. Ok. Tắt máy. Thì tắt độ chỉ mê cam đen à. Đen này. Cam cũng tắt hết, xóa video đi. Mày để đó cho tao. Đóng hết, những cửa chưa? Kéo lên cam nào. Thằng đèn nó đi thì nó mới kỳ. Tao đi nó mới không kỳ. Ừ, ok cậu. Nhớ xóa dữ liệu nha. Thằng Giang nó sẽ đi vô, nó tắt hết, mọi thứ nó xóa dữ liệu, nó tắt hết camera. Mày lôi ra giữa nhà cho tao. Lôi sạch sạch ra giữa nhà. Ừ. Mồm ra đi. Này, đúc ra. Đó, nói dạ, được. Chú. Dạ, chú Tư. Mày đứa cứ bình tĩnh nghe chú nói nào. Cái việc đấy, có gì hiểu lầm đấy mà. Chú đang định đi lấy tiền cho mấy đứa. Hay 25 triệu đúng không ạ? Hôm nay muộn quá, 30 nhỉ? Đường sẽ nhìn quanh tìm xem có cái kiểu đồ trang trí đắt tiền ấy. Mấy quán và nhà hàng có mấy kiểu tượng tiết các thứ ấy. Có tranh, có kiểu cái bình vại gì đấy. Mày lại mày lấy cái bình mày đập cho tao đây. Để mình lấy cái bình. Nhìn qua 80 đúng không? Đập đi. Đập ngay cho tao luôn. Mấy mình có bức tranh được không? Mày đừng xé chanh, mày đừng đốt chanh, mày đập đồ trước đi, chanh đem về. Mình đem cái bình về cũng được rồi. Mày đem cái bình ra ngoài giờ này người ta mới nghi á. Mày lấy bức chanh mày bỏ vô trong túi thì không ai nghi. Bọn mày bớt lại, đập hộ tao cái bình, nhanh. Giờ không phải lúc bán cho mình mê gì này. Đập. Đèn, nó sẽ cầm cái bình ra, kiểu nó đứng, nó ngửa đầu ra làm sao. Phòng cách. Mày cho cứ bình tĩnh nào, có gì giải quyết được hết mà. Thì muốn giải quyết kiểu gì? Đấy, cái vấn đề đấy là hiểu nhầm thôi mà. Khi bọn đấy nó đến nó tìm xem chú mấy cái việc thuế má của chú, có gì liên quan bọn cháu nó trùng hợp thôi. Trời ơi, thuế má của chú. Nhưng mà tụi nó hỏi là mấy thằng đầu gấu hay dữ ha. Cái vừa nói nó vừa gõ cái quạt của nó lên đầu ông Tư. Hay ghê. Để nó sẽ ngồi kiểu mặt trần. Nhìn mặt cháu có đầu gấu đến thế đâu. Cháu hiền mà đúng không? Cháu hiền à, chú xem cái mặt này có thể có hiền không? Là cái mặt của ông Tư. Ông anh xin lỗi. Có mấy cái tay cảnh sát đấy nó bắt chẹt quá. Chú cũng có vấn đề về pháp lý các thứ, xong rồi nó bắt chú khai các thứ ra mà chú không muốn đâu. À, vấn đề pháp lý của chú bọn cháu cầm rồi. Cái đống hồ sơ trên tầng công an huyện gì, ngoài quận gì, bọn cháu cầm rồi, yên tâm, chú không thoát đâu. Ha, nên là bây giờ mình bàn nhau như này đi. Được, nó sẽ ngồi xổm xuống, tay nó sẽ cầm nó eo, nó sẽ không bấu móng, nó cầm eo nó véo anh. Nó không để dấu vết, nó chỉ đắp. Ok. Nó véo vào tay. Đấy à ơi. Bây giờ ấy thì mình cứ như này cho sòng phẳng ha. Hôm nay bọn cháu xin phép lấy 50 để biểu bù tổn thất tinh thần. Bọn cháu khổ quá, bọn cháu sợ hãi quá. Cháu hốt hoảng quá. Bọn cháu khổ lắm thực sự ấy. Làm nó bắt nôn được mấy đồng mới gặp mấy người như chú ấy. Cũng ngày bọn cháu chết. Bọn cháu làm là bọn cháu chạy đằng đặt đấy. Bên cạnh đấy mấy hồ sơ bên kia cháu chụp xong rồi. Trốn thuế ha. Tính ra trốn thuế sương sương mới được 800 triệu gần tỷ ha. Thì cho bọn cháu xin phép scan xong rồi. Cũng trên cloud hết rồi. Và mình trao đổi này đi. Cháu không cần biết là từ đâu thông tin bọn cháu lộ ra. Có thể không phải chú. Cháu nghĩ chú không làm thế đâu. Cháu tin là chú không phải người như thế. Mà nếu mà thông tin bọn cháu lộ ra thì cái đống cloud này xin phép bọn cháu bật chế độ công khai, chạy quảng cáo. Thế thì bây giờ bọn cháu muốn thế nào? Ok. Bọn cháu không muốn mọi người biết những cái thế lực ngoài kia, những bên công an gì ấy nhỉ? Công an quận ha, biết được cái việc bọn cháu đến đây ngồi nói chuyện đàm đạo với chú vui vẻ yêu đời như này. Nhưng là buổi hôm nay coi như mình tự nhiên mình ngủ quên đi, mình mất trí nhớ đi. Sáng dậy tự nhiên số tài khoản nhảy xuống còn mất 50 triệu, nên mình mất trí nhớ đi ha. Chú nhìn quanh quán đây, nhìn mọi người. Rồi, ok. Đấy, bọn cháu được cái kiểu hiền lành ấy. Bọn cháu cũng trẻ con hiền lành, bọn cháu không biết gì đâu. Toàn lũ con nít cả chú nhìn đứa nào cũng đầu hai non chẹt, làm sao mà nó sánh được với chú đúng không? Chú người nổi tiếng mạng xã hội này kia sao cho sánh được. Nên là bọn cháu đã làm việc gọi là vui vẻ với chú, mình hợp tác với nhau thì mình hiền lành á. Cháu không muốn gọi chú Phong.
Ừ, thôi 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 đừng gọi cháu. Ê, có gì chú cho tài khoản chú lỡ mất 50 triệu không vậy? Với cả không có chuyện gì hôm nay cả. Đúng, chú tự nhiên không hiểu sao chú hứng lên chú rút 50 triệu xong đi đường chú làm rơi mất ha. Chú định mua cái xe mới cho cháu chú không thôi. Nhanh chú. Ok để chờ chú lấy cái điện thoại. Thằng Văn sẽ ngồi ngay sau lưng ổng, xe bỗng làm sai rồi tao gõ cái lưng cái quạt cái đầu lên. Đèn nó sẽ kéo áo ông sếp sẵn sếp kêu ổng làm cho em ô cà ri. Mày đi lên lại lầu 3, ổng chưa có dẹp đâu, bếp dẹp hết rồi, còn mày nấu đâu. Mày lên lầu 3, mày ăn xong rồi đến là vừa. Thì được rồi, được rồi, được rồi. Cái gì đẹp hết xuống đây. Cái chị đường xử lý. Rồi, đi đi. Chắc vậy hỏi. Và chú Tư chuyển khoản cho cái tài khoản rác của mọi người 50 triệu. Đèn thì lên ăn nốt, món cà ri. Món cà ri của các bạn tuổi teen rất thích, ngon tuyệt. Mọi người ngồi đợi một lúc sau thì có mấy tiếng xe máy đến. Có vẻ là không phải tiếng xe máy dầm trời mà mấy xe máy quen quen thôi. Trước khi mà nghe, sau khi nghe thấy tiếng xe máy dừng rồi thì Ngọc Đường nghe thấy tiếng điện thoại từ Bính. Anh đến rồi. Xong còn vô mấy đây chị em. Xong rồi anh. Anh muốn gặp con chú Tư nói chuyện hôm nay. Chú Tư đang ngồi đây vui vẻ lắm. Chú muốn nói chuyện mình một cách rất sẵn lòng. Ok, thế thì cứ ra chỗ cửa nào thì mở giúp anh cái. Rồi vào. Đấy, hẳn cửa sau bếp đi anh. Ừ. Cái ngõ tối tối mà dễ núp ở hai bên. Rồi. Thằng Văn nó sẽ tiến cái cửa đó. Nó kéo cửa ra. Mà chú. Là chú Tư. Chú đi ra. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại lên tầng 3 ăn nốt. Đây, anh Bính đây, anh Bính đây. Em đang anh ơi. Em là Giang anh ơi. Sorry. Mày vẫn chưa đổi lại. Đây, chú Tư ra. Đây anh, chú Tư đây. Từ đây, còn em là Giang. Ok. Vậy thì... ở đến đây mình sẽ montage nốt tất cả đoạn còn lại. Chúng ta đã đi đến hết cái câu chuyện của one shot này rồi. Sau khi mà chú Tư đi ra khỏi cái cửa đấy thì nghe Bính cùng một vài anh em nữa cũng chửi vài câu, cũng cười phớ lớn, thấy nghe thịch vài phát cũng nhẹ nhàng thôi, không gì quá nặng nề. Mọi người gì nhỉ, Đèn đang ăn trên tầng nghe bên dưới có 1-2 tiếng choang choang nữa. Xong rồi thấy một lúc sau mọi người đi xuống thì không thấy chú Tư đâu nữa rồi. Bính bảo là cho chú ấy hôm nay mệt rồi để cho chú về nghỉ. Chúc là mối quan hệ làm ăn của mình với chú Tư là vẫn sẽ tiếp tục. Chú là một cái nhà entrepreneur đại tài với nguồn vốn dồi dào mà. Thế, 50 chớp mắt, 20 chớp mắt. Ok, bọn mà hôm nay giải quyết sẽ hỏi han một hồi mới bảo là giải quyết thế, nhanh trí phết đấy nhở? Mém đi ấy, mém là đi luôn gì nữa. Rồi, đi thật mà, anh. Giờ lên phường rồi. Nếu mà bố em còn đang làm thì có thể còn dễ dàng chứ. Mẹ, em hôm mình nói cậu vô duyên thế. Đào thế. Xin lỗi. Thôi, anh nghĩ hôm nay là bọn bay cũng mệt rồi. Đây, chú Tư vừa mới tốt bụng qua cho thêm ít này. Anh đưa cho mỗi đứa thêm 2 triệu nữa. Làm gì ăn chơi gì nốt tối đi. Xong rồi về nghỉ ngơi. Chú Tư thế. Chú Tư đáng yêu quá. Trời ơi, mình sau này ra thăm chú Tư nhiều. Mấy cái xe bọn em thì bọn anh là trở về trước cho cái chỗ cái quán nightclub mà mình đua xe rồi nhé. Còn có thể là nhờ mấy anh em trở về trên mấy cái xe khác hoặc là gọi Grab cũng được. Ok. Trên tiền bây ơi, bây giờ mình có 25 cộng 30 và 50, 55. Thằng Văn nó sẽ bịt miệng được này. Đợi ông Bính về đi.
Ông mình không biết thử mày làm chứ. Đây không phải là đầu tiên mình ăn đấy. Nhưng mà từ từ, còn thằng đen nữa, mày làm như vậy lắm thôi. Quên. À, anh bé vui vẻ. Rồi, cứ chuyển về số đúng về gang đúng 20 triệu mỗi bên nhé. Mỗi quán anh. Bọn em đi. Dạ. À, như vậy mọi người ra về và thành phố Sài Gòn mỗi đêm lại vẫn có những tiếng xe máy dòm lên vang dội các con phố. Chúng ta sẽ kết thúc one shot này. Yay, mày đổi xe đi Văn ơi. Đổi xe chạy hơi bị. Thế là sao sao hôm nay là được 55 triệu mỗi đứa tớ cậu mỗi người cầm 20 Văn ạ. Xong rồi cho bạn Huyền 25 Bà cái cô Huyền 25 này. Cô Huyền 25 thì là lãi 5. Chú Khánh 25. Chú Khánh 25 là lãi 5. Lãi 5. Bà kia 15. Lãi 15. Bà kia 15 nữa. Bà đánh ghen là 25. Là 25 đúng không? 25 cộng 30. Xong rồi 30 từ giữa tư. 30 từ lãi được. 55 cộng 6 triệu. Tính nhanh mà anh. Tính nhanh mà. 51. Đứa nào người cầm. Đứa nào người cầm đúng không? Thằng đen có trên rồi. Thằng đen có trên rồi. Thằng đen 55. Không, tổ chức 2 triệu Khang đưa đường thằng nào đứng cầm cho nó sọc phẳng. 55 triệu chia 3 thì tớ bảo rồi tớ 20 cộng 20 bạn đèn 15 mới vào. Chẳng đợi đúng không? Rất sòng phẳng. Sòng phẳng. Có 15 triệu về nút ngợn mua xe. Thằng đèn đang ăn tài khoản tự nhiên tính 15. Cộng 15, cộng 17, cộng 17. Đấy, cộng 17. Mày cầm 22 triệu mày thay ngay cái bồ đó nè. Ơ kìa, khó khăn lắm tao mới kiếm được cái bộ bồ đó. Đúng. Mày nhập từ Nhật về đấy. Bồ có cái chip loa khoanh đại của tao. Khó khăn lắm mới kiếm được. Chúng ta kết thúc one shot. Khoe về xương tí. Hôm nay chúng ta làm cái one shot trong đúng cái thế giới Sài Gòn bay này. Thì đối với Thiện, đây là giai đoạn cũng mới hơn trước những sự kiện mà Sài Gòn bay này xảy ra. Nên giai đoạn nói bình chưa phải phải. Cười mệt quá. Cười mệt quá. Mọi người từ từ vẫn còn cái cơ chế của hệ thống nữa. Thiện sẽ muốn tính nốt cái điểm XP của mọi người hôm nay. Cái này là XP cơ chế trước rồi chúng ta XP tình thương sau. XP của cơ chế này. Mỗi người sẽ tự tích vào những cái idea của mình mà đã đạt được trong hôm nay. Idea thằng Giang sẽ được một. Mặc dù có tất cả các sự chuẩn bị của tao thì kế hoạch nó vẫn như cất. Rồi, tích vào. Không thể không tích. Bất lực. Rồi, của thằng Giang nó thế nào ta? Nhưng được 2 cái. Văn hình như được 1 rồi. Từ rồi, I talk or sleep my way out of this chat situation. Hay cái. Rồi, chơi rất đúng nhân vật. Ok, vậy là mỗi người được 2 XP từ việc theo đúng idea của mình. Ê, bảo anh, cái em đang trải nghiệm đúng background của em là cái thứ bao? Cái giữa. Được. Maximum chỉ được đến 2 thôi. Maximum. Vậy anh nghĩ là em chơi cũng phù hợp cả với cái ở giữa nữa. 2 XP, 6 XP từ việc hoàn thành một chuyến phiêu lưu. Quân quất, chuyến phiêu lưu. Okay. Là 8, mọi người chưa dùng cái gánh nặng, cái burden nào của bản thân thì cũng chưa có. Như sao? Chưa kịp dùng. Còn gì nữa không? Check trong cái mà anh viết đã. Ôi, lên tới 15 rồi đấy. 15 ạ. Thì hai buổi là chơi, nếu mà thế thì hai buổi lên level. Buổi sợ hơi lâu nhỉ? Không sao. Chắc không sao. Nhưng mà đi kèm cái này tổng cộng có đến 12 level mà còn ít hơn đi. Ok. Vậy thì mọi người có comment gì về cái hệ thống icon mà mình chơi hôm nay? Cảm giác nó có kiểu encourage mình chơi theo hướng nào? Có thể cả khen cả chê. Thật ra thì đúng là roleplay thì nó vẫn như một số game khác. Tại vì chính tụi em cũng chưa tham gia combat bao giờ. Chưa biết combat như thế nào. Không nhận thích combat được. Roleplay thì nó cũng vậy thật. Nó nhiều thứ hơn. Em nghĩ là này nó sẽ hỗ trợ cho người mới hơn. Chứ còn em thì vẫn thấy thế.
vẫn là một cái hệ thống vẫn có thể roleplay khá như bình thường. Yep. Em thích cái của game nó làm nó kiểu khá là sáng tạo hơn so với cái này em lần này không dùng được vì em có quả, em có địa chỉ của bất kỳ một ai đấy trong thành phố, địa chỉ nhà luôn mà, vãi lìn. Và em được mời đến các bữa tiệc. Mà ý là trong lần này chưa dùng, nhưng mà ra mày cái game này nghịch vui lắm. Ta có 3 bữa ăn miễn phí. Ủa? Sao cả rồi? Thấy những cái khả năng mà mọi người có này, có kiểu hỗ trợ và khuyến khích mọi người thêm trong game là thế nào? Có một phần ở đấy. Có. Cái ad của đèn khá là hay. Ok. Có cái redcon của đường mới dùng đúng một lần nhưng mà fail. Buồn quá. Không, nhưng mà mấy cái của em nó lại đi theo hướng là roleplay vui vui thì nhiều cái vui hơn. Actually em dùng cái đấy rất nhiều, cái mà hóa trang. Đúng rồi, tại nó không tốn. Nghi là dùng nhiều nhất. Đúng rồi, tại nó không tốn gì. Vậy thì anh tạm thời có thể kết luận là cái hệ thống này thì cho những người mà chưa nắm rõ quá nhiều về roleplay sẽ có những cái điểm để khuyến khích mọi người roleplay theo đúng cái nhân vật mình hơn. Còn đối với những người mà đã roleplay nhiều rồi thì cảm giác là nó vẫn thế. Và có thể là một phần nào đấy nó hỗ trợ thêm và những cái kia thì nó sáng tạo thêm. Okay. Good enough. Anh sẽ tiếp tục thử với cái hệ thống này. Anh cảm thấy là nó khá đơn giản để tạo nhân vật và bắt đầu chơi. Đúng vậy. Cũng chịu. À, đau chân quá. À, anh dừng quay cho anh. Rồi. Cho con chân.